Có một bạn nữa hỏi câu hỏi A Di Đà Phật. Con chào thầy, con câu hỏi này mong thầy giải đáp hộ con. Mấy tuần trước con có đi xem bói và thầy bói phán con có duyên âm theo. Thầy có thể cho con biết duyên âm là gì và cách hóa giải nó không ạ? Duyên âm. Bạn hỏi là đi xem bói và thầy bói bảo có duyên âm theo và bạn muốn hỏi thầy giải thích cho duyên âm là gì và có cách hóa giải không? Duyên âm là gì? Chúng ta hay nghe thấy cái từ gì? Âm và dương. Dương là chỉ cho người còn gì nhỉ? Người còn sống. Âm là chỉ cho người gì? Người đã chết. Duyên âm tức là nhân duyên. Duyên tức là nhân duyên. Và cái duyên ở đây ấy, có thể là gì? Là thiện duyên. Cũng có thể là gì? Ác duyên. Duyên có thể là thiện duyên và có thể là ác duyên. Ác duyên là cái nhân chúng ta gì? Gây thù chuốc oán với họ ở đời trước. Cho nên đời này thì họ vẫn theo mình để báo oán. Thì gọi là cái nhân duyên ác. Còn cái nhân duyên gì? Thiện á, đời trước kiếp trước. Có thể chúng ta gì đã từng là người gì ạ? Người yêu nhau, từng là vợ chồng với nhau. Và đã từng thề gì? Thề non hẹn biển với nhau. Đời đời kiếp kiếp. Chúng ta giấu gì? Sinh ra không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện được sống với nhau đầu bạc răng long, rồi nguyện sau này nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, rồi nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra làm vợ, làm chồng, đủ các thứ hết. Khi yêu nhau thì chẳng có cái lời lẽ đẹp đẽ nào mà họ không dành cho nhau cả. Đấy, cái lúc đó mà thực sự thì có thể trong hai người, trong cái tâm của họ là họ yêu nhau thật. Chúng ta xem cái bộ phim về câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ chứ, hay là có rất nhiều những cái câu chuyện về tình yêu lứa đôi Việt Nam chúng ta cũng có, chứ không phải chỉ ở Trung Quốc hay là ở một đất nước nào trên thế giới, nước nào cũng có những cái câu chuyện cảm động về tình yêu lứa đôi như vậy. Và duyên âm ở đây bạn hỏi giải thích duyên âm là gì, thầy giải thích theo cái cách hiểu biết của thầy. Đó chính là cái nhân duyên ở đời trước và kiếp trước, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Chúng ta hoặc là từng làm vợ, làm chồng, từng là người gì? Người thương yêu nhau. Có thể là anh em, có thể là chị em, có thể là bạn bè, vân vân. Vì một cái lời hứa nào đó mà cái người kia mất đi. Họ cứ lang thang, họ cứ long đong, họ đi tìm mãi. Và bây giờ thì tìm được chúng ta. Cũng có trường hợp, có trường hợp mà chúng tôi đã được chứng kiến. Thầy kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này, không chỉ chứng kiến mà chúng tôi phải xử lý cái vụ đó. Năm đó là chắc năm 2013, 12 hoặc 13 gì đấy. Khi đó thầy vừa ở trên núi về đây và bắt đầu xây dựng cái nhà pháp hội này. Thì cuối năm 2013, cuối 2012 đầu 2013 gì đó, xây dựng vừa xong, tổ chức được 1-2 pháp hội. Thì một hôm có cái gia đình ở ngoài Phúc Thọ ấy, ở ngoài làng đấy là làng gì quên cái tên làng rồi, nhưng mà ở ngoài Phúc Thọ gần cái chỗ làng gì, làng may, chuyên để may mặc, chỗ Hiệp ấy, gần chỗ Hiệp bà Hiệp đi về phía sân Tây khoảng độ tầm 2 cây, ở phía đi xuống thì bên tay trái, đi lên từ Hà Nội lên tay phải cái làng đó, cái làng của cái sư thầy mà cùng học với tôi, làng của sư thầy Đầm Toàn mà cùng học với tôi, cùng cái xã đấy. Thì một hôm thì có gia đình đưa cái cô ấy vào. Và đưa cô ấy vào thì nhìn cô ấy mặt mũi rất là dại, mà sức khỏe rất là yếu. Và người thì cứ nói làm nhảm. Và lúc thì khóc, lúc thì cười. Lúc thì lại cào cấu, lại đánh người thân. Lúc thì lại lăn lê bò xoài ra ngoài đất. Có nghĩa là đủ các thứ luôn. Thế vào thì lần đấy thầy vội quá, thầy không làm lễ. Thì thầy bảo một sư ông đệ tử của thầy lên nhà tổ hay lên chùa ra thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nghĩa bảo lên làm lễ. Lên lễ cho thì về khỏi được mấy ngày. Mấy ngày thì nhớ là một hôm thầy đang làm cái lễ động thổ cái nhà vãng sinh đường. Hôm đó làm lễ động thổ nhà vãng sinh đường. Buổi sáng vừa động thổ xong thì các chú thợ với các Phật tử đang đào móng.
thì tự nhiên lại thấy họ lại đi vào, cả nhà đi vào, 4-5 người đi vào là cứ chạy theo là lôi, cứ ầm ầm cả lên, ở làm náo loạn cả chùa lên. Thế gia đình mới chạy ra cái quỳ xuống mới xin thầy làm lễ cho. Thì thầy hỏi ra thì bảo là hôm trước vào làm lễ rồi, về khỏi được có mấy ngày, nhưng bây giờ bị lại thì lại nặng hơn. Và bây giờ thì người ta nói rõ ra là tên tuổi người ta như thế rồi. À, và sau khi mới hỏi ra thì mới biết này, cái cô này đã có vợ và có 3 đứa con rồi. À, xin lỗi, đã có chồng, cô thì đã có vợ, cô ấy đã có chồng và có 3 đứa con. Thì một hôm ấy, cô ấy đi làm ngoài đồng ấy, thì cái ruộng của nhà cô ấy gần đó thì cô đi làm cỏ ngô hay cỏ khoai lang, cô đi, tôi nhớ rõ là lấy đi 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 làm cỏ khoai lang và cắt dây khoai lang cho làm về để nuôi lợn. Thì khi cắt cái khoai lang xong rồi ấy, thì bắt đầu cô mới mệt, có hôm nay nắng quá, bắt đầu cô mới vào thì có cái ngôi mộ ở gần cái ruộng nhà cô ấy. Cô mới vào, cô ấy cái mộ xây cũng to, cho nên cái trời nắng ấy, thì nó về chiều lại thì nó ánh nắng nó đổ về phía bóng râm, nó đổ về phía đằng đông, mặt trời về đằng tây thì cái bóng râm đổ về đằng đông, cho nên là cô sang cái cô ngồi để cô chú một tí thì nó cũng đỡ được cái phần lưng thôi. Đó, đỡ được cái phần lưng, cô cũng đỡ nắng rát. Cái nắng tháng đó, không biết tháng đấy là tháng mấy, nhưng mà chắc là nắng cũng rát. Cô sang ngồi như vậy thì tự nhiên cô ngồi mà cô nghe thấy mệt mệt, và cô ấy tựa vào cái mộ cô ngủ đi lúc nào không biết. Và cô ngủ đi một giấc khoảng độ tầm cũng phải đến gần 1 tiếng đồng hồ. Xong bắt đầu cô đi về, về thì người của cô bắt đầu từ đó về tới nhà thấy người nó cứ khác dần, và cứ đầu tiên là cứ đêm lại là cứ nói nhảm và sợ bóng tối này, hay nói nhảm này, và nhiều những cái biểu hiện lạ. Bắt đầu người nhà mới lại đưa đến bệnh viện tâm thần ở dưới Thường Tín để khám, thì họ là bị rối loạn thần kinh hay cái gì gì đó, họ cho uống thuốc và cho ở dưới đó cả tháng thì cũng không khỏi. Về bệnh viện Bạch Mai, khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai điều trị cũng mấy tháng cũng không được, rồi cho đi mấy cái bệnh viện nữa cũng không được. Xong rồi bảo về tâm linh thì đoán các ông thầy phù thủy về này, đoán cả nhà chùa ngoài đó ở ngoài huyện Phúc Thọ về, để mấy thầy về để nhà để cúng, để ra chùa cũng không được, về nhà cũng không được này, rồi đoán các ông thầy phù thủy làm bùa làm bèn cũng không được. À, bị như thế cũng phải đến gần 1 năm thì bắt đầu mới đưa vào đây, có người mách đưa vào đây. Thì khi đó vào đây thì thầy mới làm lễ cho, thầy mới hỏi. Cái lúc đó thì thầy lên lễ bắt đầu thì đồng cái lễ thầy bảo lên nhà tổ. Ngày xưa còn cái nhà tổ bé ở chỗ cái vườn hoa đấy, chỗ trước cửa pho tượng ấy, là nhà tổ ở đấy. Thầy lễ cho thì bắt đầu, khi lễ cho bắt đầu thầy mới hỏi thì nó mới nói là, nó mới khai hết ra là cái cô này này là người yêu của con mười mấy năm trước, mười mấy 20 năm trước, không biết mười mấy hay là 20 năm, lâu thì không nhớ rõ cái đó. Nhưng có nghĩa là cô này bây giờ, cái cô đấy cái năm đấy là hơn 40 tuổi, hai mấy năm chứ, yêu nhau từ năm 16 tuổi mà. Cái cậu này này nó yêu cái cô đấy, và cái cô này nói chung hai người ngày xưa là bạn thân với nhau từ năm còn bé cho đến cái năm 16 tuổi thì cái cậu ấy bị chết đuối, đi tắm bị chết đuối, và từ đó thì cái cậu này vẫn cứ đem cái lòng yêu thương cô ấy. Cái lúc cái vong nó kể như vậy, cái vong nó kể đem cái lòng yêu thương cô ấy và đi theo cô ấy rất lâu rồi. Và đến khi hôm mà cô ấy đi để đi cắt rau lang á, và tựa vào ngôi mộ của cậu ấy để ngủ á, thì cậu ấy mới có cơ hội để nhập vào xác cô ấy. Và một cái điều lạ là gì, là khi cái vong lên nó nói là nó rất ghét cái ông chồng thực sự mà 3 đứa con của cô ấy, và nó đã tìm mấy lần, nó tìm cách nó giết cái ông đấy rồi nhưng mà không được, mấy lần nó tìm cách giết cũng không được. Và các bạn biết là đấy, cho cái loa này khó nghe lắm. Và các bạn biết đấy, là cái trường hợp đấy, sau khi mà lễ cho họ rồi thì họ mới nói rằng là đã yêu nhau từ năm 16 tuổi. Và sau khi chết đi á,
vẫn đi tìm theo để yêu. Cái hôm cô ấy lấy chồng thì cái vong đấy nói là cái cô ấy lấy chồng, cái vong nó rất là buồn, nó rất là buồn và nó theo hơn 20 năm như vậy nhưng mà không làm gì được. Nhưng đến cái nhân duyên, đến cái lần mà cô ấy tựa bên mộ của cậu ấy để ngồi nghỉ, đi làm ngồi nghỉ đó, khi đó mới có cái cơ hội để nhập vào xác cô ấy và làm cho cô ấy ốm đau như vậy, điên khủng loạn tâm bệnh tật như vậy, với mục đích là muốn bắt cô ấy xuống dưới kia để làm vợ. Nhưng mà không được, vì chúng ta biết là mỗi người đều có cái nhân duyên, về có cái thọ mạng khác nhau, cho nên không thể nào mà muốn một cái là được, không thể muốn là được. Cũng như ở trên cõi dương chúng ta này thôi, một người nào đó yêu một người nào đó có phải muốn là được không? Không được, mà phải được cái người kia yêu lại và được gì ạ? Nếu muốn được lấy làm vợ làm chồng thì phải được pháp luật cho phép, được hai bên bố mẹ, bên nội bên ngoại, gia đình gì cho phép, và được pháp luật cho phép làm cưới xin đàng hoàng mới làm vợ làm chồng được chứ. Thì quái âm cũng vậy các quý vị, chứ không phải là muốn là được. Cho nên là vị này muốn bắt cô này xuống dưới đó để làm vợ nhưng không được, và cho nên đến cái cơ hội đó hơn 20 năm sau mới bắt được cái thần thức, cái vía cô ấy, và cứ đòi bắt làm vợ. Khi vào đây thầy lễ cho một cái, thầy lễ xong rồi thầy nói giảng giải về giáo lý của nhà Phật cho khoảng độ hơn 2 tiếng, hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng đồng hồ. Là khi cậu ấy nghe ra, và thậm chí thầy phải nói rằng thôi đi quy theo Phật đi, bây giờ cô ấy là gì, cô ấy đã có chồng và có 3 đứa con rồi, mình làm sao mà còn lấy người ta được nữa. Mà bây giờ cái thứ nhất là người ta đã có chồng có con, cái thứ hai đó là âm dương cách biệt, âm dương cách biệt. Một bên thì là gì, ở trên cõi dương thế, một bên gì dưới, ở dưới cõi âm, làm sao mà lấy được. Mà nếu là có bắt được cô ấy xuống thì bây giờ gì, hai người tuổi thọ gì cũng khác nhau rồi. Một người đấy gì, thầy cứ nói là một người đã chết hơn 20 năm thì bây giờ đã hơn 20 tuổi chẳng hạn, ví dụ như thế. Một người bây giờ mới chết đi có xuống, nó chỉ là một đứa trẻ con, vậy đã hơn 20 tuổi. Chúng ta thấy ở trên thế gian chúng ta rất ít người, rất ít những đôi gì vợ chồng là gì lệch nhau một cái tuổi lớn như vậy mà chung sống với nhau và lấy được nhau và chung sống với nhau, cũng có nhưng mà rất ít, rất rất ít chứ không phải là gì là nhiều. Cái thầy nói như vậy, và thầy nói là gì? Thôi cái nhân duyên ấy, ở kiếp trước có duyên mà không có phận, cho nên thì con mới gì ạ, năm 16 tuổi con mới đi tắm, mới đuối nước, mới như vậy, để thọ mạng của con thì không có, cái phúc của con thì chưa đủ để hưởng chọn cái kiếp người 100 năm. Cho nên bây giờ con phải tu đi, con phải tu thì có duyên đến đời sau, kiếp sau thì mới gặp nhau. Lúc đó mà nếu có duyên và có phận thì gặp nhau và gì làm vợ làm chồng, chung sống với nhau đầu bạc răng long, thì lúc đó thì không có ai cản, không ai ngăn và không ai cấm cả. Còn đời này có duyên không phận, người ta có vợ có chồng, người ta có chồng có con rồi, còn mình thì đặc biệt là gì, lại ở dưới cõi âm như thế. Và thầy khuyên là thôi bây giờ đi về, sau khi quy y Tam Bảo xong thì mọi thứ thì mình sẽ gì, sẽ thấy thay đổi và sẽ khác rất là nhiều. Ví dụ như trước đây thì trước khi làm lễ nó kêu là đói, nó kêu là nhiều ngày nay là gì? Không được ăn, là bị đói. Xong rồi thầy bảo gia đình đi ra ở ngoài quán mua tí thanh bông hoa quả, bánh kẹo và bim bim, và nấu một nồi cháo để tí nữa để cúng tụng kinh ra quy xong để cúng cho nó ăn. Và người nhà nghe thầy nói như vậy cũng ra đi mua luôn cả mấy bộ quần áo bằng giấy luôn. Ở chùa thầy thì không hay đốt vàng mã, không hay đốt đồ mã. Nên gia đình nghe thầy bảo là đi ra mua thanh bông hoa quả thì tiện tay cũng mua luôn cả mấy bộ quần áo bằng giấy. Khi vào thầy đang mài giảng cho nên thầy không nói, nên gia đình cứ mang đặt lên trên ban thờ kệ như vậy. Thầy lúc đó đang mài giảng thì cứ giảng cho cái vong nó nghe. Và khi mà giảng đến cái đoạn mà nói cho vong người ta nghe ra, hiểu ra giữa âm dương cách biệt như vậy, và thầy khuyên nó thôi bây giờ này cô ấy già rồi, người ta hơn 40 tuổi già, nhìn cô ấy gì một chồng 3 đứa con già như thế rồi, bây giờ cậu là gì 16 tuổi, đúng không? Thầy nói là cậu nói với nó như người thật sống với nhau, cậu mới có 16 tuổi, trai tân chưa vợ,
Bây giờ lại lấy một gì? Lấy một bà già đó gì? Một chồng ba con. Nghĩ xem, nghĩ đi mà xem. Còn yêu không? Thầy bảo là đấy. Nhìn lại đi, nhìn lại bà một lần nữa đi. Bà nó chuẩn bị lên bà nội đến nơi rồi. Ba đứa con, con lớn là cũng là 17, 18 tuổi rồi. Thì bây giờ còn yêu cái gì nữa? Mà đặc biệt mà yêu người ta thì lại gì? Chồng người ta kia, người ta còn chồng người ta cơ mà. Làm sao mà yêu như thế được? Pháp luật ở thế gian không cho phép. Huống chi là gì? Âm dương như vậy lại làm đảo lộn hết cả gì? Âm dương lên thì nhân quả lên thì không được. Như vậy thì tội lỗi lắm. Và thầy bảo là thôi bây giờ thế này. Bây giờ đi về. Thầy nói bây giờ đi về nhá. Đi về và tu nhân tích đức. Bây giờ quy Tam Bảo rồi này. Thì thầy quy Tam Bảo. Lúc đấy mới giảng về Tam Bảo thôi. Giảng ý nghĩa quy Tam Bảo thôi. Và thầy sau khi giảng xong như vậy, thầy bảo là bây giờ quy Tam Bảo xong thì con sẽ gì? Thế cái thân thể của mình ấy, sẽ được trang nghiêm đẹp đẽ. Và con sẽ có gì? Có rất nhiều công đức. Và bây giờ con đi về, con từ cái chỗ có cái công đức ấy, con thì đi theo Thành Hoàng Làng để con thì con tu nhân tích đức. Và nó bảo rằng Thành Hoàng Làng ở đấy nghiêm khắc lắm. Nó bảo là cái Thành Hoàng Làng nhà con nghiêm khắc lắm. Rất là chính trực, rất là nghiêm khắc. Cho nên không phải ai cũng có được đi theo hầu nhà ngài. Thế thầy bảo rằng yên tâm. Nếu mà muốn đi theo hầu ngài á thì thầy sẽ nói với ngài cho để con đi theo hầu ngài một thời gian để cho con tu nhân tích đức, con làm việc thiện để con giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ dân lành. Thế chúng ta biết là ở trên quái dương chúng ta thì có quan, thì dưới quái âm cũng có gì? Có quan. Trên quái dương chúng ta có vua, trên dưới quái âm cũng gì? Có vua. Thập Điện Diêm Vương đó chính là vua của quái gì ạ? Quái Diêm La. Các bạn cứ tìm đọc những cái câu chuyện ở trong Phật giáo đấy, chứ không phải là cái chuyện tiếu lâm ở ngoài đời đó. Câu chuyện Phật giáo hẳn hoi nói về những cái câu chuyện âm dương ấy. Các vị là đi là cái sống ở trên quái trần này, sau khi chết đi xuống quái âm để làm quan đó. Có rất nhiều những câu chuyện như thế. Và sau khi thầy nói như vậy xong, thầy bảo như bây giờ nếu mà muốn tu nhân tích đức làm người, đời sau làm người, đời nay ở dưới kia để làm thần, đi theo thần, đi theo thần, thì mình cũng là gì? Có một chức quan nhỏ nhỏ rồi để làm gì ạ? Hộ trì cho Thành Hoàng Làng, giúp việc cho Thành Hoàng Làng và để giúp đỡ cho nhân dân, thì mình sẽ có công đức. Và thầy sẽ nói là muốn lấy vợ khi mà gì? Có công ăn việc làm ổn định rồi. Nói giống như ở trên quái trần chúng ta này, nói những người nói chuyện với nhau. Có công ăn việc làm ổn định rồi thì lại là người giúp việc cho Thành Hoàng Làng rồi, thầy sẽ bảo Thành Hoàng Làng cưới cho con một cái cô vợ đẹp nhất ở dưới đấy. Thế là nghe đến cái từ và cưới một cô vợ đẹp nhất ở dưới đấy, thế là gì? Nó mắt nó sáng lên và nó hỏi thầy là gì? Có thật không? Thầy bảo thật. Cô ấy bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi, một chồng ba con, già rồi, mà người ta có yêu con đâu. Ngày xưa đó là hai người mến nhau thôi, chứ con nó tỏ tình với người ta chưa? Nó bảo chưa. Nó bảo cô ấy có nhận lời yêu con chưa? Cũng bảo chưa. Mới là mến nhau thôi đấy, duyên mới chỉ mến nhau thôi mà đã như vậy rồi. Cho nên thầy bảo thế bây giờ thì thôi, vì người ta không yêu con, thậm chí người ta cũng chưa từng yêu con, mà người ta gì đấy, không yêu con thì người ta mới yêu người khác và lấy người khác. Và con cũng đã chưa từng tỏ tình với người ta khi con còn sống cơ mà, huống chi bây giờ đã chết. Cho nên bảo nó bây giờ thôi, bây giờ thì quy Tam Bảo cho có công đức, có phúc báo đã. Thế nó bảo vâng. Quy xong rồi mà cái thì thầy mới hỏi nó là thế bây giờ này, đấy người ta, gia đình người ta mua mấy bộ quần áo giấy cái kìa, người ta mua thì một tí mua bánh kẹo, mua cháo, mua gì cái kìa, có còn đói nữa không để thầy cúng cho mà ăn, để thầy cúng cho mà mặc. Thế nó bảo không thầy ạ, sau khi con quy y rồi thì tự nhiên thì mọi thứ đầy đủ, quần áo cũng có, không cần phải mặc những đồ giả ấy nữa. Và tự nhiên thì đồ ăn cũng có, không phải thì ăn những cái đồ người gia đình họ cúng kia nữa. Chỉ bây giờ là xin thầy là gì? Thầy nói với Thành Hoàng Làng kia là cho con thì được về con theo hầu ngài thôi. Và thầy bảo được. Và nói như vậy xong thì thầy ngồi thiền khoảng độ tầm 20 phút, 15 đến 20 phút. Mình cũng phải ngồi thiền, phải dụng cái tâm để gì? Để quán tưởng.
Và bây giờ thì không nói chuyện với thành hoàng làng thì không nói để cho mọi người ở ngoài nghe nữa, và ngồi thiền và quán tưởng và nói chuyện với cái vị thành hoàng làng ấy. Khoảng 15-20 phút sau đó thì xả thiền ra và nói rằng thầy đã nói chuyện với thành hoàng làng xong rồi. Thành hoàng làng thì đã chấp nhận cho con về gì làm giúp việc cho thành hoàng làng, và bây giờ con đi về đó. Thầy viết mấy cái chữ vào cái tờ giấy, ký tên thầy vào đó và bắt đầu đưa cho cái vong nó đăng nhập với cô ấy và cầm lấy. Và đi về đưa cho vị thành hoàng làng đó và nói rằng thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên gì giới thiệu. Đấy, câu chuyện là như thế. Và sau khi xong một cái thì quy xong một cái đưa cho cái giấy xong, bảo xong và bảo là, và vị ấy còn thì còn chắc lép một cái câu cuối cùng mà hỏi rằng vậy thành hoàng làng có cưới cho con cái cô vợ đẹp nhất dưới làng ở dưới đấy không thầy? Thầy bảo con cứ làm tốt, con cứ làm tốt, và thành hoàng yêu con, quý con, thương con, coi con như đứa con của thành hoàng, thì thành hoàng thì sẽ cưới cho con một cô vợ đẹp nhất, nết na nhất, giỏi giang nhất, thùy mị nhất, và hai người sẽ yêu thương nhau trọn đời dưới đó. Và sau khi nói như vậy thì nó mới hoan hỉ, nó mới vui vẻ, và cái vong đó rất là vui vẻ và nói rằng vậy thì con nghe thầy. Và thầy bảo nghe rồi thì thôi, bây giờ từ giờ trở đi cô ấy là người gì đã có chồng và đã có con, đã có gia đình, từ hôm nay trở đi con không bao giờ gì được nhập vào cô ấy, được mượn xác cô ấy để nói năng hoặc để hành động làm bất cứ cái gì nữa. Bây giờ con đã gì đã có thân, con đã có gì đã có gia đình, con đã có công ăn việc làm, con đã gì đã là một vị quan giúp việc cho thành hoàng làng để cai quản cái bản xứ đó, cho nên bây giờ phải sống cho nó gì ngay thẳng chính trực. Âm có pháp của âm, dương có pháp của dương, không thể làm những cái việc mà sai trái được nữa. Và thầy bảo thôi bây giờ xong rồi, đi về đi làm việc mọi việc, thầy đã làm việc với thành hoàng làng rồi, con cứ cầm cái tờ giấy này về cứ thế mà làm. Thế thầy bảo nó như vậy và bảo nó bây giờ xong rồi có còn cần nói gì không. Nó bảo thôi thế là đủ, con không nói gì nữa, con đi về, con đi làm việc, con hứa với thầy con sẽ làm một Phật tử tại gia chân chính, và con hứa với thầy con làm tất cả các công việc mà thành hoàng thì tin tưởng giao cho con. Và như vậy thầy hỏi nó vậy có cần thầy phải tác động để cho ra khỏi cái xác kia không. Nó bảo thôi bây giờ con không cần nữa, bây giờ tự con ra được. Và xong rồi nó nằm vật ra một cái, thế là gì? Xong, cô ấy khỏi như không. Mà trước đây khi mang đến đây cái người cô ấy nó đen tím tái tái đó, chân tay thì tự nhiên nó cứ khòng khèo hết ra, nhưng người bị chết đuối, người nó bợt bạt như thế. Nhưng khi nó ra một cái thì chỉ khoảng 2-3 phút sau cô ấy khỏe mạnh bình thường và không sao nữa. Cho đến mấy năm sau cô ấy vẫn không bao giờ bị vong nhập, không bao giờ bị làm sao nữa, vẫn bình thường. Lâu rồi thầy không biết là cô ấy có vào đây nữa hay không, gia đình còn vào đây nữa không, vì bây giờ thầy quá nhiều công việc mà các Phật tử đến chùa cũng quá đông, cho nên thầy cũng không để ý là người gia đình người ta còn vào nữa hay không. Từ năm 2010 chắc là 13 gì đó, 2013 khoảng thời gian đó. Đó, đấy nhân duyên. Thầy kể cho các bạn, cho cái bạn mà viết câu hỏi mà nó nói thì duyên âm là gì đó. Duyên âm đấy chính là cái nhân duyên. Mình thích nhau, mình thề hẹn ước với nhau, nguyện ước với nhau ở đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước. Bây giờ thì mình có phúc báo, mình được sinh lại làm người, được thân người, còn người ta vẫn còn gì, vẫn còn phảng phất đi tìm mình ở dưới đó, và bây giờ họ tìm được mình nhưng mà lại âm dương cách biệt. Cái trường hợp này thầy gặp khá nhiều rồi, khá nhiều. Và bạn hỏi trong này nếu mà gặp duyên âm như vậy cách hóa giải như thế nào, có hóa giải được không? Hóa giải được. Thầy cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều các thiện nam, các tín nữ đã hóa giải được cái trường hợp này. Trước đây thì các thầy cứ làm lễ và hồi hướng cho họ, nhưng bây giờ thì thầy bắt cái những người mà bảo có duyên âm đó phải tự mình phát nguyện làm lễ. Làm lễ là sao? Tụng kinh Địa Tạng, tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng, và phóng sinh nữa. Nên phóng sinh thì tùy theo cái điều kiện kinh tế, có nhiều thì phóng nhiều, không có nhiều thì chỉ gọi là thành tâm một chút thôi cũng được, nhưng phải có phóng sinh để lấy công đức phóng sinh đấy, để hồi hướng cho cái vong ấy. Và đặc biệt là về tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện ăn chay trường lấy 21 ngày hoặc 49 ngày và hoặc 100 ngày, ít nhất phải 21 ngày
vừa là 49 ngày, còn nhiều là 100 ngày. À, ăn chay trường không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. À, năm thứ cay nồng đó không ăn hành nhé, hẹ nhé, tỏi nhé, kiệu nhé, hành tây, không ăn. Và không ăn tất cả thịt của các loại chúng sinh, thịt trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, vân vân, tất cả, nói chung là phải ăn chay, chỉ ăn rau thôi. À, mình gọi ăn chay như các sư ở trong chùa này, ăn rau thôi. Và mỗi một ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Có thể đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình được, còn nếu các bạn đi học thì các, có thể các bạn thì ở trên cái bàn học của các bạn đọc cũng được. Các bạn múc lên ba chén nước. À, nên có trên bàn học của mình, nếu mà phòng trọ mà các bạn hoan hỷ á, thì chúng ta có một ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ. Khi chúng ta đọc kinh, chúng ta để lên trên tường hoặc lên trước mắt chúng ta cũng được. À, chứ hay là trên bàn học chúng ta được. Nếu các bạn không hoan hỷ á, thì cái ảnh chúng ta nhỏ nhỏ chúng ta đọc xong chúng ta lại gấp để vào trong quyển kinh, để lên trên giá sách của chúng ta. Khi đọc thì chúng ta lại để cái quyển, cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên trước mặt chúng ta, lên cái bàn học trước mặt chúng ta để trang nghiêm. Đó, chúng ta múc ba chén nước lên lên đó, không cần thanh bông hoa quả. Đối nếu mà các bạn học sinh sinh viên, chúng ta không cần thanh bông hoa quả, cũng không cần phải thắp hương, không cần phải có bát hương, ngài vẫn chứng cho chúng ta chỉ cần ba chén nước thôi, ba cái chén nước nhỏ nhỏ, ba chén nước trong, nước lá vi, nước sạch đó, múc để lên trước cái ảnh của ngài và các bạn nhất tâm các bạn đọc. Nếu mà phòng mà đông người thì không cần phải đọc to, các bạn đọc như đọc sách thôi, đọc thầm như đọc sách thôi cũng được. Đọc xong và hồi hướng, cứ đọc hết một thời kinh đấy là dành khoảng độ vài phút để hồi hướng cho cái vong linh mà mình ra đi xem, họ bảo là duyên âm đó, theo mình đó, cầu nguyện cho họ. Và mình cũng gì cũng thầm nói với họ rằng đời trước hai người có duyên với nhau, đã từng hoặc là từng làm vợ chồng, hoặc từng là gì anh em bạn bè, hoặc là vân vân, đã có duyên với nhau, nhưng đời nay thì có duyên nhưng không phận, vì âm dương cách biệt. Cho nên là khuyên gì, khuyên họ đi nghe kinh và tu tập nương theo quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng để đi đầu thai thoát hóa về thì cõi tốt lành hơn. Và nếu gì chúng ta còn duyên với nhau thì hẹn đợi đến kiếp sau có duyên có phận cùng làm thân trời hay cùng làm thân người, chúng ta gặp nhau và chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm tuổi già, vân vân. Đó, mình khấn nguyện cái đại khái là như thế. Còn đời nay kiếp này thì âm dương cách biệt, có duyên không phận, xin đừng làm khổ nhau, đừng làm như vậy để khổ cho nhau nữa. Và chúng ta đọc kinh đó và hồi hướng, cứ như vậy chúng ta thì đọc lại 21 ngày, mỗi ngày hết một quyển kinh, một bộ kinh Địa Tạng ấy. Phát nguyện cái việc lớn là phải đọc hết cả bộ kinh Địa Tạng đấy mà hồi hướng cho họ, thì một thời gian sau là hết thôi. Nếu tự chúng ta làm mà chưa hết thì hàng tháng có cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng của nhà chùa đó, các bạn đi lên làm một cái bài vị, viết một cái bài vị, gặp các sư xin viết một cái bài vị cho cái gì, cho cái vong ấy, thì nữ thì viết cho cái vong nam, mà nam thì viết cho cái vong nữ, tức là bạn mình là nam đó thì viết cho cái bài vị cho cái vong mà nó đang đi theo mình ạ, nữ thì viết cái cho cái bạn nam theo mình đó, vân vân. Cũng có thể nam theo nam, nữ theo nữ đó, cũng có. Thì mình cứ viết cho họ đó. Viết cái bài vị cho họ, oan gia trái chủ. Xong mình theo mình lễ, ở được cả 7 ngày thì tốt, không ở được cả 7 ngày thì ngày đầu, ngày giữa, ngày cuối là được. Hoặc là ngày đầu, ngày cuối cũng được đó. Nếu chúng ta ở được cả 7 ngày là tốt nhất. Nếu không còn phải đi học thì thứ bảy chủ nhật chúng ta lên, không cứ phải ngày đầu, ngày cuối. Ngày nào được nghỉ trong 7 ngày khóa tu Địa Tạng của nhà chùa đó thì chúng ta lên, chúng ta nhất tâm, chúng ta làm công quả và chúng ta tụng kinh theo đại chúng, và chúng ta gì hồi hướng cho, thì cái việc này giải quyết như thế, giải quyết là tận gốc. Chứ còn là chúng ta đi cúng mời ông thầy phù thủy làm bùa làm bèn để cúng, để chấn, để yểm, để hóa giải, giải oan cắt kết vân vân đó, giải oan cắt đoạn vân vân đó, để trừ cái gì, để đuổi cái vong ấy đi đó, không được đâu. 10 trường hợp làm được cái đó thì may chỉ được 2-3 cái. Còn những cái trường hợp mà tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ, 10 trường hợp thì phải được 8-9 cái. 8-9 cái. Có nhiều cô, có nhiều cậu. Thầy đã kể rất nhiều trong những khóa tu Địa Tạng rồi. Có nhiều cô năm nay là hơn 40 tuổi. Có cô là gì, cứ chuẩn bị đến ngày cưới là gì, người ta lại trả lời lại không cưới nữa. Thế mới đau. Thế mới đau chứ.
mà rõ ràng nhìn lên chùa thì nhìn thì cũng xinh xắn trắng trẻo và có công ăn việc làm. Công an có người là giáo viên hẳn hoi, là giáo viên, có người là công chức nhà nước hẳn hoi, mà 37, 38, 40 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình được. Cứ có người đến yêu thương thì một thời gian sau tự nhiên lại chán. Hoặc là có người đến, gần đến ngày chạm ngõ rồi thì tự nhiên người ta lại gì? Lại trả lời là không lấy nữa. Có những trường hợp là gì? Ba lần đi quản lý, đi ăn hỏi rồi á, mà ba lần gần đến ngày cưới người ta bỏ. Đấy, trường hợp như vậy. Rất là buồn. Cô ấy rất là buồn mà cô ấy nói là ba lần người ta đi ăn hỏi rồi nhưng mà chưa cưới thôi, chưa đoán dâu thôi, đi ăn hỏi rồi. Đi ăn hỏi chuẩn bị, ví dụ ăn hỏi, hôm nay đi ăn hỏi và hẹn 10 ngày sau cưới chẳng hạn. Nhưng khoảng tuần sau tự nhiên nhà cha đến trả lời là không cưới nữa. Đấy, không biết vì lý do gì cứ như thế. Mà ba lần như thế, có trường hợp ở dưới, không biết dưới Thanh Oai hay là cái gì gần dưới đó. Ba lần như thế. Thế năm 2017 thì khuyên về là tụng kinh Địa Tạng. Và cả các Phật tử cũng đến tụng cho nữa. Các Phật tử đến tụng cho 7 ngày ở nhà nữa. Và cô ấy cũng đọc tụng nữa. Thế là đọc tụng xong, cô ấy phát nguyện tụng 21 ngày, ăn chay trường. Tụng 21 ngày xong một cái thì, vừa xong một cái thì thầy bảo thôi cứ tụng đi, nhất tâm tụng đi, tới đây bây giờ khi mà cái giải hết cái oan gia cháy, giải hết cái oan gia cháy chủ đi á, và cái vong âm theo mình, họ đi tìm người khác, họ được đi đầu thai đi kiếp khác rồi á, thì khi đó mình biết đâu là có người họ hợp với mình, họ tìm đến với mình và lại chung sống với nhau hạnh phúc. Và quả thật như vậy, khi mà mới tụng xong 21 ngày, cô ấy ăn chay trường tụng xong 21 ngày thì tự nhiên là đi làm. Cái hôm đi làm tự nhiên là đi thế nào là cô mới hỏng xe máy. Cái nhân duyên thế nào là hỏng xe máy ở dọc đường. Thì hỏng xe máy thì đi, thì cô cứ dắt cái xe máy đi thì lại, đi thì không có dắt cái xe máy để đi tìm cái chỗ vá xe. Cái tự nhiên thấy một cái xe ô tô nó dừng lại. Một cái chú đi ô tô sang trên cái lái xe, thì cái chú ở trên ô tô bên cửa bên này nó bước xuống. Và nó hỏi là xe của em làm sao đấy, các thứ nó hỏi han. Nói chung là thầy cũng không nghe cái câu chuyện nó kể đại khái nó xảy ra như thế. Nhưng nó hỏi han làm sao đó, xong rồi bắt đầu cậu ấy dắt xe đi cho cô ấy xuống rồi thấy. Tự nhiên thấy dắt xe đi cho cô ấy và dắt hai người đi bộ với nhau mấy trăm mét dắt đến chỗ sửa và đợi sửa cho cô ấy xong. Bây giờ phải cho cô ấy đi xin số điện thoại của nhau. Thế là về cứ alo cho nhau Facebook, Facebook gì đó thầy không hiểu. Nhưng mà có hơn 2 tháng sau thì cưới nhau luôn. Đấy, thế. Mà cái cậu ấy gì? Là giám đốc một cái chi nhánh, một cái công ty cũng là lớn. Giám đốc một cái chi nhánh công ty lớn. Công ty gì? Công ty Sông Đà. Giám đốc chi nhánh công ty Sông Đà. Chúng ta thấy. Nó tự nhiên, cái nhân duyên mà. Cưới nhau. Lấy ông giám đốc. Trước đây thì gì? Ba đứa thì gần đến ngày đi ăn, gần ngày cưới nó còn bỏ mình. Và rõ ràng là cũng xinh xắn, giáo viên hẳn hoi, xinh xắn, công ăn việc làm, mà giáo viên nhìn rất là lịch sự ấy, mà lại thế. Những cái duyên nó đến một cái thì chúng ta thấy thay đổi hoàn toàn. Cái vợ chồng nhà đấy thì thỉnh thoảng vẫn hay lên chùa, năm cũng lên chùa vài lần. Mới hôm nọ, hôm mười mấy tháng giêng này lên chùa này, hai vợ chồng với hai đứa con lên chùa được. Giờ được hai đứa con, một đứa 2 tuổi hay 3 tuổi, còn một đứa mới sinh. Đó, một con trai, một con gái. Đến chùa hôm rồi, lễ Phật hôm rồi. Và cứ cảm ơn suốt. Và đấy, đấy là gì? Nhân duyên đấy. Duyên âm, cách giải như thế nào? Thì thầy hướng dẫn cho các bạn giải bằng cách gì? Lấy ân để giải cái duyên đó, chứ đừng lấy oán để giải cái duyên đó. Đừng kết thù với nhau để giải những cái oán đấy, giải cái duyên đấy. Mình tụng kinh niệm Phật, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho các bạn, cho bạn đấy, và mong cho bạn đấy gì? Để sinh về cõi lành và gặp được người tốt. Giống như bây giờ chúng ta còn sống với nhau, nếu mà hai người tìm hiểu nhau 2, 3 năm, 4, 5 năm mà gì không hợp nhau, hoặc bố mẹ không cho, thì mình chia tay nhau, thì mình làm thù hay làm bạn là tốt hơn nhỉ? Làm thù hay làm bạn tốt hơn? Đương nhiên làm bạn tốt hơn. Thì bây giờ cũng thế, mình đối xử với nhau bằng cái lòng chân thành, lấy giáo lý của Đức Phật, công đức tu tập được để hồi hướng cho bạn ấy, và mong cho bạn ấy thì gặp một được sinh về cái cảnh giới để tốt hơn, để gặp người tốt hơn. Và còn nếu sau này có duyên thì gặp nhau chung sống với nhau. Đây là cách hóa giải.
Mà thầy thì mấy năm nay hướng dẫn cho rất nhiều những bạn nam và những bạn nữ gặp vào cái trường hợp này hóa giải cho nhau, chứ không phải mất tiền mất của gì đâu, tự mình làm được, cũng không phải để người ta lừa mình, để người ta lấy tiền của mình. À, bây giờ là có những vị sư bảo là cúng cái đàn này có thể hóa giải mất chục triệu, hai ba chục triệu, nhưng cũng không được. Có những ông thầy cúng cũng bảo cúng cái đàn này được, và cúng chục triệu, vài chục triệu gì, nhưng cũng không được. Có người cúng đến ba bốn lần rồi không được, vẫn phải tìm đến đây thầy hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh một thời gian thì được. À, một thời gian được. Có trường hợp thầy còn bảo chắc chắn là thế cuối năm nó lấy vợ đấy, mà cuối năm lấy vợ thật. Mấy trường hợp, có trường hợp thầy bảo thế cứ làm đến tháng 11 nó sẽ lấy chồng, thế mà tháng 11 nó lấy chồng thật. Đấy. À, cái trường hợp đấy thì nhiều tuổi rồi, và cả gia đình, cả dòng họ thì mong muốn. À, thì mình thì khuyên họ nhất tâm thì phải như vậy. Đấy là cách hóa giải duyên âm. Có duyên âm, nhưng cũng có trường hợp là gì? Do ma nó gì? Nó giả. Do quỷ đây gì? Nó giả để gì? Nó hại mình. Cái trường hợp này cho nên đó, chúng ta mà tụng kinh Địa Tạng thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì cho. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì cho thì tà ma thì cũng sẽ gì? Phải hiện nguyên hình mà nó bỏ chạy thôi. À, còn trường hợp mà gì? Nhân duyên thực sự là gì? Thì chúng ta đem công đức hồi hướng, họ được thoát hóa đầu thai về cõi lành, thì chúng ta gì? À, cũng được tự do thôi. Đó. Giải phóng cho nhau hết thì chúng ta được tự do. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là mẹ con mấy năm nay rất hay mơ thấy người âm, có thể nhìn rõ hình dáng và biết đó là ai. Vậy cho con hỏi mẹ con bị làm sao và có thể có cách chữa như thế nào không ạ? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Thường mơ thấy người âm mà biết rõ người âm đó là ai, như vậy là có vấn đề. Hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trường hợp do oan gia trái chủ họ đến để đòi nợ. Hai là như trong kinh Địa Tạng nói là những người có nhân duyên với mình ở đời trước kiếp trước, thậm chí đời này kiếp này, nhưng họ đang bị khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ mong người thân đến cứu giúp, cho nên họ, cái tâm của họ mong cầu mình đến giúp, cho nên họ tác động qua mình, và mình cũng có cái duyên đặc biệt với họ, cho nên mình nhìn thấy, thường mơ thấy họ. Và cái trường hợp này có cách chữa trị không? Cả hai trường hợp, do oan gia trái chủ đời trước hoặc do người có duyên với mình mong mình giúp, đều có thể dùng bằng một cách này. Một cách đó là gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để hồi hướng cho họ. Nếu mà nhất tâm đọc tụng ăn chay trường, mỗi ngày đọc được 3 thời, thầy đảm bảo là 21 ngày, tất cả những cái cảnh đó không hiện lên nữa. Bạn này về nên khuyên mẹ bạn nên đọc kinh Địa Tạng. Ăn chay trường 21 ngày, mỗi ngày đọc 3 thời sáng, chiều và tối. Mỗi thời đọc một quyển, thời buổi sáng đọc quyển thường, thời buổi chiều đọc quyển trung, thời buổi tối đọc buổi quyển hạ. Buổi sáng từ khoảng 4-5 giờ sáng, buổi chiều khoảng cũng là 4-5 giờ chiều, buổi tối khoảng 8 giờ tối. Đó, đọc vào cái giờ đó. Vì sao đọc những giờ đó? Vì cái bộ kinh này sau khi thầy hội tập năm 2015 cho đến nay, đã có khoảng 40.000 người đọc tụng bộ kinh này trong khoảng 3 cái thời gian đó là chính, sáng, chiều và tối. Cho nên khi chúng ta cùng nhau cộng tu vào cái thời gian đó, công đức vô lượng, quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng sẽ chiếu soi và gia hộ cho chúng ta rất rất nhiều, không thể nghĩ bàn bằng lời nói, hay là không thể dùng giấy bút có thể diễn tả hết được cái sự mầu nhiệm của người tụng kinh Địa Tạng nhiều lắm các con. Các con về có thể nghe lại 102 bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng. Các con nghe 102 bài giảng đó, các con thấy trong con rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, của các gia đình, của những người chưa phải là Phật tử, nhưng khi gia đình họ gặp cái sự cố hoặc là âm dương rối loạn chẳng hòa đó, âm thì hết người này chết đến người kia chết, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục, mộ mả chẳng yên. Dương thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là con cái hư hỏng bỏ đi. Họ đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, họ giải quyết được cái vấn đề đó. Có những trường hợp như là đứa con trai đang học lớp 10, lớp 11, bố mẹ chỉ cần nói có một cái nhẹ nhẹ thôi, nó bỏ nhà, nó đi bụi đời cả gì hơn 6 tháng trời. Nó vào tận trong miền Nam. Mẹ đi xem họ bảo là gì? Đi xem thầy bói, họ bảo là gì? Người thầy thì bảo nó ngã sông nó chết rồi.
Người thầy thì bảo rằng nó theo giang hồ nó gì, nó bị đánh chết rồi. Người thầy thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc để mổ tim mổ gan để lấy gì, lấy nội tạng để chữa bệnh cho người khác rồi. Nhưng gia đình đó bảo là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đã báo công an rồi nhưng mà tìm mấy tháng không thấy. Nên xong rồi có người mách xuống đây vào chúng cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày từ 22 đến 28 cuối tháng năm ngoái. Cuối tháng năm đó, lúc đó là khoảng độ tầm tháng 10. Sau tháng này khoảng một tháng. Cô ấy đến đây tụng đúng một tuần. Sau đó nghe thầy giảng và cô ấy thỉnh một quyển kinh về nhà tụng kinh, phát nguyện tụng kinh 49 ngày. Để hồi hướng cầu nguyện là nếu mà con còn sống thì nguyện cho con gì sẽ quay về. Mà con mà chết thì cũng phải biết được tin tức và thấy được xác để chôn cất cho con. Các vị biết không? Các con biết không? Về cô ấy tụng đến đúng ngày thứ bảy. Thế tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về và nó quỳ xuống dưới chân nó xin lỗi bố mẹ nó. Nước mắt của cả gia đình vui sướng trào dâng. Và không chỉ thế mà nó về nó còn hiếu thảo nữa chứ. Nó nhận ra lỗi lầm và nó biết là mẹ nó do gì ra xuống chùa tụng kinh. Mà nó nhận ra được cái lỗi lầm và nó nói với mẹ nó: hôm nào mẹ đi chùa mẹ cho con đi với. Thế là cái pháp hội tháng giêng vừa rồi á, nó xuống đây nó tu cả 3 ngày với mẹ nó ở đây. Và nó vào nó quỳ nó sám hối thầy. Nó bảo rằng nhờ có Phật Pháp mà con biết quay đầu trở lại. Nhờ có mẹ con tụng kinh Địa Tạng á, mà con biết quay về. Và con hứa với bố mẹ con là từ giờ con sẽ không làm cho bố mẹ con buồn nữa. Và nay con cũng hứa với thầy là từ giờ trở đi con sẽ trở thành một đứa con là gì, hiếu thảo, và tới đây con sẽ đi học nghề. Đó. Ra Tết con hết pháp hội này về, sang tháng đầu tháng 2 con sẽ đi học nghề. Đó. Các con thấy không? Câu chuyện đó, cái việc đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có cái sự màu nhiệm đặc biệt. Cho nên cái trường hợp mà bạn này bảo mẹ nhìn thấy mơ thấy người âm như vậy thì thầy khuyên nên đọc tụng kinh Địa Tạng, thầy đảm bảo là gì? Là hết. Đó, đảm bảo là hết. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Đức Phật chính là một gì? Một vị thầy mô phạm về cách giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ cho nhân gian. 49 năm trời từ kể từ khi hình thành đạo, Ngài đã đi khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn để mà truyền bá tư tưởng giải thoát giác ngộ của Ngài, không lấy một đồng ngày công. Chúng ta biết Ngài hoàn toàn miễn phí. Cách giáo dục của Đức Phật là hoàn toàn miễn phí, không lấy một ngày công. Trong lịch sử nói rằng bao giờ đi khất thực, ăn cơm xong thì bắt đầu Ngài mới ngồi để thuyết pháp cho hàng tín đồ Phật tử. Buổi sáng thì Ngài thuyết pháp cho chúng đệ tử xuất gia của Ngài ở tại các tinh xá. Đến 11 giờ trưa Ngài cùng với chúng đệ tử bưng bát đi khất thực. Khất thực xong liền ngồi dưới các tán cây, hoặc là về lại tinh xá, hoặc là gia chủ nào đó mà nhà rộng có đầy đủ chỗ cho Đức Phật và chư tăng ở lại đó để thọ thực, thì Ngài liền ở lại đó thọ thực. Thọ thực xong nghỉ ngơi một chút, đầu giờ chiều Ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Không có xã hội họ sẽ lại nói là gì? Đức Phật và chư tăng vì miếng cơm manh áo cho nên mới đi thuyết pháp. Nhưng đây Ngài nhận sự cúng dường xong xuôi đâu vào đó rồi Ngài mới thuyết pháp. Duy nhất việc đi thuyết pháp độ sinh của Ngài đó là mỗi ngày một bữa cơm. Mà nhận sự cúng dường xong thì đó Ngài mới thuyết pháp. Chứ không phải thuyết pháp xong thì mới nhận cơm. Đức Phật là một nhà giáo đại giáo dục như vậy. Bây giờ bạn này hỏi là vì sao chúng ta phải đến nơi cửa Phật? Câu hỏi qua đó các bạn thấy là gì? Rất đơn giản. Nếu chúng ta tôn trọng Đức Phật, tìm hiểu về lịch sử giáo lý của Đức Phật, thì vì sao chúng ta phải đến? Chúng ta đến là để gì? Để học Phật. Chúng ta thấy ở trong nhà Phật phân ra hai cái trường phái, đó là Phật học và học Phật. Thế nào là Phật học? Phật học đó chính là các vị học giả, các nhà nghiên cứu. Họ lấy cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của thế gian của họ,
cái trí tuệ của họ để nghiên cứu giáo lý của Đức Phật và phân chia, giải thích giáo lý của Đức Phật theo cái kiến thức, theo cái sự hiểu biết của họ. Thậm chí có những vị giáo sư, những vị tiến sĩ viết rất nhiều tác phẩm về giải thích kinh luật luận của Đức Phật dựa trên cái kiến thức thế gian sẵn có của họ, viết và giải thích rất nhiều. Nhưng các vị đại sư mà tu hành chân chính như là Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài Tịnh Không Pháp Sư, hay là như Ngài Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mà đệ nhất sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta đều nói rằng á, những người mà đi theo cái mảng Phật học nghiên cứu như vậy giống như là kẻ gãi ngứa ngoài giày vậy. Các con cứ thử tưởng tượng xem, chúng ta bị ngứa ở trong chân mà chúng ta gãi ở ngoài giày, chúng ta có hết ngứa không? Không hết. Đặc biệt là Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Ngài vừa mới vãng sinh hồi tháng 2 đầu năm đó. Ngài nói là gì? Người mà những bậc học giả về Phật học đó, họ giống như là người gì? Người trông kho của báu cho kẻ khác vậy. Tuy là của cải đầy ở đấy đó, nhưng mà không phải của mình, cho nên gì? Nghèo vẫn hoàn nghèo, thiếu vẫn hoàn thiếu. Mà Hòa Thượng nói là chỉ có những người học Phật thật sự. Học Phật là gì? Học Phật tức là nghe lời Phật dạy. Đức Phật bảo chúng ta là gì? Nhìn cho thấu, buông cho được. Thế nào là nhìn thấu? Nhìn thấu cuộc đời là gì? Là khổ không vô thường vô ngã. Nhìn thấu là gì? Tham sân si chính là nhân của đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, vân vân. Đó chính là nhìn cho thấu. Nhìn cho thấu rồi thì phải dần dần, từ từ tìm cách để buông bỏ. Quan trọng nhất, nhìn thấu rồi nhưng phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ được thì mọi sự khổ đau vẫn đâu ở đấy cả. Cho nên người học Phật chính là người thực hành lời dạy của Đức Phật, đem áp dụng những lời dạy của Ngài vào ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không phải là cuộc sống sau hay là cuộc sống sau nữa, mà ngay cuộc sống hiện tại này đó. Các con nhớ là người học Phật phải là người áp dụng lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không đợi đến một ngày khác hay mà một kiếp khác về sau. Trong khi đời này chúng ta không chịu làm, mà cứ mơ mộng viễn tưởng một cái thế giới, một cái đích xa xăm nào đó, khi mà ngay trong cuộc sống hiện tại này chúng ta không chịu thực hành lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống đó. Cho nên từ đó các con mới thấy rằng vì sao chúng ta phải đến chùa. Người đến chùa thật sự chính là thân thừa giáo pháp của Đức Phật, gần gũi chư tăng, là những người nắm được những cương lĩnh, những áo nghĩa vững chắc của lời dạy của Đức Phật, làm những kinh nghiệm sống để truyền lại cho chúng ta. Và chúng ta không phải vất vả để tìm cầu và lục tung ở trong Tam Tạng Thánh Điển, dày cộp ở trong nhà Phật. Cho nên đến chùa để làm gì? Đến chùa chính là để gần gũi chư tăng, thân thừa giáo pháp của Đức Phật, lễ kính chư Phật. Và làm được điều đó, dần dần công đức và trí tuệ của chúng ta sẽ sinh ra, tâm thành kính của chúng ta với Phật sinh ra, thì cái ác tâm ở trong mỗi con người chúng ta dần dần sẽ nhường chỗ cho những thiện tâm. Màn vô minh trí tuệ tham ái dần dần nhường trở lại cho lòng từ bi bác ái ở trong tâm khảm của chúng ta, có đất để sinh sôi nảy nở, có chỗ để mà phát triển. Cho nên ở đây
Thầy xin trả lời vì sao mà phải, tại sao chúng ta phải đến nơi cửa Phật? Đến nơi cửa Phật chính là để học Phật, lấy tấm gương của Đức Phật để soi rọi vào chính bản thân của mình, lấy lời dạy của Đức Phật để chuyển hóa tâm thức của mình, khơi dậy cái tự tính thanh tịnh, cái bản giác ở trong mỗi mỗi một chúng sinh chúng ta, đánh thức nó, nuôi lớn nó, và dần dần chúng ta hướng tới cái đích là được hoàn toàn giải thoát giác ngộ như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và mười phương chư Phật vậy. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, thời gian gần đây con có nhiều phản ánh trái chiều về việc cúng dâng sao. Thời gian gần đây có nhiều phản ánh trái chiều về việc cúng dâng sao giải hạn và cúng thần tài. Vậy con hỏi việc này là đúng hay sai ạ? Cũng chẳng đúng mà cũng chẳng sai. Nếu chúng ta cho là cúng dâng sao giải hạn là sai thì sai ở điểm nào? Ai chỉ ra cái sai? Và lấy cái gì để làm gì ạ? Làm cái mốc chỉ ra cái sai. Nếu nói là gì ạ? Nếu nói Phật giáo, lấy Phật giáo để gì? Để chỉ ra cái sai của cúng dâng sao giải hạn cũng không đúng. Nếu nói là Phật giáo là gì? Là một cái duy nhất trên thế gian này tồn tại, là chuẩn mực nhất trên thế gian này tồn tại cũng không đúng. Chúng ta biết khi Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ có 96 ngoại đạo vẫn song song tồn tại cơ mà. Tất cả ở trên thế gian này chúng ta là cái nhân duyên. Nhưng đạo Phật đó, thì chúng ta phải biết là xuất phát của đạo Phật. Đạo Phật lịch sử thực sự là một đạo Phật gì ạ? Từ bi, trí tuệ. Một đạo Phật lấy gì? Dựa trên cái lòng từ bi, bình đẳng, thương yêu tất cả chúng sinh của Đức Phật. Và bằng cái trí tuệ, bằng cái sự tự tu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát của Đức Phật. Và sau khi tự tu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát của Đức Phật thành Phật đó, Ngài đem cái chân lý ấy để chỉ dạy cho chúng sinh, mong cho chúng sinh cũng chung sống và tu tập giống như Ngài để giải thoát. Nhưng mà chúng ta phải biết là ở trên thế gian này ai cũng có thể xuất gia chung và sống được khổ hạnh như Đức Phật không? Có không các quý vị? Không có. Những người xuất gia như các quý thầy này, tôi phải nói thật này, cũng không phải ai cũng có thể dám gì, dám sống gì ạ, dám sống khổ hạnh như Đức Phật và cũng sống được khổ hạnh như Đức Phật. Không phải ai cũng có, không phải ai cũng được. Đó. Cho nên mới vậy là nhân tu vạn hạnh. Đức Phật sau khi mà thành gì ạ, thành Phật rồi á, Ngài mới thấy thì cái nhân duyên của chúng sinh á, cái căn cơ của chúng sinh nó là chủng chủng vô lượng vô biên. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật ở trong kinh điển Đại Thừa, Ngài cũng gì dùng vô biên các loại thân hình, các loại tướng mạo, các loại phương tiện để gì? Để giáo hóa độ sinh. Đó, để giáo hóa độ sinh. Chứ không phải chỉ có dùng một cái tấm thân của Thích Ca Mâu Ni Phật trên 2.500 năm nay lịch sử chuẩn bị đến kỷ niệm Đại Lễ Vê Sắc tới đây đâu. Mới là gì? Mới là một tấm thân của Đức Phật Thích Ca. Mà theo như trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta thấy, Đức Phật thì hiện ra rất nhiều các loại thân hình, các loại tướng mạo, các gì, và dùng rất rất nhiều các gì, các loại phương tiện thiện xảo để độ, giáo hóa độ sinh. Vậy bây giờ này, thầy nói với các bạn này. Bây giờ này, ví dụ như lúc nãy có một bạn là bảo với thầy gì, bạch thầy, nhà con có một ông, có một cái vong linh, gọi là cái vong linh đó của liệt sĩ chẳng hạn, thời gian gần đây từ khi mẹ, tức là cụ, mẹ của cụ liệt sĩ đã mất đó, thì thường là gì hay nhập vào em út này chẳng hạn. Thế bây giờ thầy bảo ôi giời vớ vẩn, chuyện đấy làm gì có, linh tinh, vớ vẩn làm gì có cái chuyện đó. Thế về thì cứ gì ạ, cứ nhất tâm học theo Phật đi, tất cả đều là không, là vô tướng, là vô tác, là vô nguyện, vân vân chẳng hạn. Thầy nói như thế thì không sai, thầy nói đúng theo lời Phật đấy. Nhưng mà có giải quyết được cái niềm tin, giải quyết được cái niềm tin ở trong gì, thắc mắc ở trong bạn này và gia đình bạn này không? Không có. Có giải quyết được không? Chắc chắn không. Cho nên thầy phải khuyên bạn này về gì? Cho người thân đến đây, hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, dần dần một thời gian gì? Khỏi bệnh. Mà khi khỏi bệnh rồi thì thầy bảo họ cái gì họ chẳng gì? Chẳng nghe. Bảo họ cái gì họ chẳng tin. Đó. Đấy là cái phương tiện. Đó. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa hay còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta hay Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì là dùng rất nhiều các loại phương tiện thiện xảo để giáo hóa độ sinh. Cho nên cái việc mà cúng dâng sao giải hạn này vốn dĩ nó không phải xuất phát từ đạo Phật nguyên thủy của chúng ta. Quả thật là như vậy, đúng thật là như thế.
Nhưng thầy nói với các bạn này, kể cả cái tập tục thờ cúng tổ tiên của Việt Nam chúng ta cũng không phải là gì ạ, là xuất phát từ cái đạo Phật nguyên thủy. Đạo Phật nguyên thủy không có cái chuyện mà cầu cúng để cầu siêu, cầu giết linh đình như là rằm tháng 7 hay là như là tụng kinh 35, 49, thất thất trai tuần vân vân. Đạo Phật nguyên thủy không có những cái đó, mà chỉ có gì? Đức Phật đó, dạy cho gì các đệ tử, sau khi mà đến độ cho có người mất như thế, đến gia đình đến thì lập đàn tràng cúng giàng trai tăng. Các sư đến đó, thọ nhận cúng giàng thọ trai xong đó, thì cùng nhau đọc một bài kinh chúc phúc, hoặc là đọc một bài kinh gì ạ? Bài kinh pháp cú chú nguyện thôi, cầu chúc phúc cho họ thôi. Có thể là 4 câu kinh thôi, mỗi một câu khoảng độ 5 chữ hoặc 7 chữ hoặc 8 chữ, có 10 mấy chữ thôi, vậy 20 mấy chữ như vậy thôi, gọi là chúc phúc cho họ, thế là xong về. Và gì? Gia đình họ được gì? Cái vong đó cũng được siêu thoát. Vì sao? Vì thời đó toàn là các vị gì? Đại đa số các vị thánh tăng, đệ tử của Đức Phật Thích Ca lúc đó đại đa số là các vị thánh tăng A-la-hán. Và những vị gì tu chứng sơ quả tu đà hoàn hoặc nhị quả tứ đà hoặc tam quả A-la-hàm, ít nhất cũng chứng quả gì sơ quả tu đà hoàn, ít những vị phàm phu tăng, rất rất ít, đại đa số là thánh tăng. Còn bây giờ các vị thấy gì? Kiếm được một vị thánh tăng ở Việt Nam mình khó vô cùng. Cho nên nếu mà chỉ mời sư đến mà sư ngồi đấy gì từ đầu đến cuối, ăn cơm xong mà sư nói gì đem nguyện đem công đức này cầu cho gia đình nhá, được tiêu tai, được giải hạn, được gì, được cát bảo, được bình an, họ đâu có tin. Họ lúc đó có thể gì, họ lễ dưới chân vị sư đó cảm ơn, nhưng mà ngày hôm sau họ đi đoán ông thầy cúng ngay. Các quý vị, họ bảo hôm rồi thỉnh các ông sư về, ông chẳng biết cúng bái gì cả, ông chẳng lễ lạc gì cả, cho gì ông cúng, ông ăn xong một cái gì ông nói vài câu, ông đứng dậy ông đi luôn. Cho nên cái lòng người gì bất an, họ lại hôm sau lại phải đoán ông thầy gì, ông thầy cúng về để cúng. Cho nên Phật giáo nguyên thủy thì vốn không có cúng bái, không có cầu nguyện dài dằng dặc như chúng ta bây giờ. Nhưng về trải qua hơn 2.000 năm nay, lòng người thay đổi, nó xuất phát từ lòng người thay đổi của chúng ta này, người dân chúng ta này, các cư sĩ, các tín đồ, các Phật tử này. Cho nên chư tăng, không chỉ các sư bây giờ đâu, mà hàng nghìn năm nay, thậm chí hơn nghìn năm nay, các ngài về gì ạ? Từ cái chỗ là đọc một cái bài kinh chú nguyện rất ngắn, thành phải đọc cả một cái bài kinh gì? Mà cái bài kinh dài. Mà đọc một bài kinh dài vẫn chưa đủ, phải lập cả đàn tràng để đọc gì? Một ngày không đủ mà đọc gì? Đọc cả tuần, thậm chí đọc cả tháng gì? Đọc cả thời gian lâu hơn nữa để gì? Hồi hướng cho họ. Vì sao? Tâm của thánh tăng khác với tâm của phàm phu. Còn tất cả cái việc cúng dâng sao giải hạn này, nó xuất phát từ cái đạo lão ở bên Trung Quốc, do Lão Tử là người sáng lập ra đạo lão. Nhưng đạo lão chúng ta biết, Lão Tử cũng là một vị gì ạ? Một vị thánh nhân, gọi là một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân xuất thế gian, chứ không phải là một vị thánh nhân thế gian đâu nhé. Lão Tử được coi là một vị thánh nhân xuất thế gian. Còn Khổng Tử thì gọi là thánh nhân thế gian. Khổng Tử là người sáng lập ra đạo Nho, được coi là thánh nhân thế gian. Còn Lão Tử thì được coi là thánh nhân xuất thế. Thánh nhân xuất thế. Phật, Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng gọi là gì? Thánh nhân xuất thế. Nhưng mà cái quan điểm, cái tư tưởng hành đạo mỗi người gì có khác nhau. Lão Tử thì chủ trương là vô vi, vô bất vi. Và chúng ta thấy thì Lão Tử, đạo lão thì họ quan niệm là con người ta sinh ra gì? Vì cái sự chi phối của âm dương ngũ hành. Cho nên thuận theo âm dương ngũ hành thì con người sẽ gì? Gặp những điều tốt đẹp. Nghịch với âm dương ngũ hành thì sẽ gặp gì? Tai ương hạn ách. Cho nên họ mới tính ra gì? Con người ta gì? Họ mới tính ra con người ta gì? Nam có các mệnh gì? Tứ trạch. Nữ có gì? Có tứ trạch tốt, tứ trạch xấu. Nam cũng vậy. Con người ta gì? Gọi là cửu cung bát quái. Trong cái bát quái thì lập ra gì? Tám phương hướng, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Thành lập ra như vậy và cho gì? Vận mệnh con người ta đều ở trong đó. Và mỗi một năm họ cho rằng gì? Mệnh con người ta không phải cái sao, là cái ngôi sao trên trời đâu, mà các vị thần ấy, các vị thần tinh tú ấy, như là gì? Là Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Thần Tinh này, hay là Kế Đô này, hay là La Hán, La Hầu vân vân chẳng hạn. Đấy là những vị thần cai quản về thế gian theo cái quan điểm của người theo đạo gì? Đạo lão ngày xưa và bây giờ.
Nhưng mà chúng ta thấy một cái thời gian Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo Trung Quốc có cái quan niệm là gì? Vì ba tôn giáo, Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo cứ trụm trệ với nhau, cho những người làm chính trị lúc bấy giờ là muốn gì? Muốn đoàn kết hòa hợp các tôn giáo lại để lãnh đạo đất nước cho nó tốt hơn. Đó chính là các vua ngày xưa. Việt Nam chúng ta như thời vua gì ạ? Thời vua Trần Anh Tông. Từ vua Trần Anh Tông về sau này á, là có gì? Có những cái bắt đầu là mở các trường dạy về nho học. Còn trước đây á, là đại đa số là đến chùa để những người đi thi đỗ bằng đỗ tiến sĩ bây giờ. Đỗ tiến sĩ ngày xưa gọi là đỗ trạng nguyên đó, bây giờ gọi là tiến sĩ đó. Đại đa số là học cái gì? Ở trong chùa và học ở các nhà thầy đồ chứ. Còn sau này đến bây giờ mới mở trường, mở lớp hẳn hoi chứ. Hẳn hoi chứ. Trước đây là học theo các nhà thầy đồ và học theo gì? Các sư ở trong chùa. Chúng ta biết là Lý Công Uẩn chẳng hạn cũng học theo gì? Học ở trong chùa mà thành. Thành tựu ở trong chùa, học ở trong chùa mà thành. Và sau này trở thành vua. Mà cho nên chúng ta thấy cái thời triều đại nhà Tiền Lê, nhà Đinh chẳng hạn đến nhà Tiền Lê chẳng hạn, các vị quốc sư đó đều là sư, đều là các thầy chùa. Nhưng sau xong sang tới thời đến cuối cuối thời nhà Trần á, thì Phật giáo bắt đầu đi xuống dần và nhà Nho bắt đầu có vị thế, nhà Lão cũng, Lão giáo cũng có vị thế. Cho nên ba tôn giáo vị thế từ thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý và đầu nhà Trần á, thì Phật giáo đều được coi là quốc đạo của Việt Nam chúng ta. Cho nên đạo Nho với đạo gì? Đạo Lão thì yếu thế. Nhưng về thời cuối về nhà Trần, đặc biệt sang nhà Mạc và nhà Hậu Lê sau này, thì Nho giáo được trọng dụng và nổi lên. Lão giáo ở Trung Quốc chuyển sang cũng mạnh. Và Phật giáo lúc đó đã yếu dần. Và nhưng mà ba tôn giáo nó gì? Như cái thế gì? Như cái đỉnh ba chân ấy. Ba ông cũng nghĩ chẳng ông nào chịu ông nào. Cho nên người làm chính trị á, họ bắt buộc là phải gì? Phải có một cái kế sách, đó là ba ông phải ngồi lại với nhau. Kể cả Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta, cho nên ra một cái chủ thuyết gọi là tam giáo đồng nguyên. Tức là Nho, Lão và Phật đều chung một gì? Nguyên, tức là gì? Là nguồn, là cái gốc, là dạy con người ta làm thiện. Phật, nếu các, cho nên sau này người ta mới nói, nếu mà ba ông bây giờ, ông Phật Thích Ca, ông Lão Tử và ông Khổng Tử, nếu mà cùng thề với nhau á, thì chắc chắn ba ông sẽ ngồi cùng một bàn với nhau và để lo cho gì? Lo cho dân giàu nước mạnh. Cho nên mới chủ trương là tam giáo đồng nguyên. Cho nên trong chùa chúng ta thấy gì? Đạo Nho á, thì tôn sùng là gì? Rất tôn sùng là cái vấn đề là Thượng Đế. Thượng Đế tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Nói nôm na chứ hiểu. Cho nên chúng ta thấy những vị vua thì gọi là thiên gì nhỉ? Thiên gì? Thiên tử. Thiên tử có nghĩa là con của ai? Con trời. Những người được trời cử xuống, giáng xuống để cho gì? Làm vua cai trị thiên hạ rồi. Thiên tử. Thì chúng ta thấy bắt đầu trong chùa lúc đó có thờ gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và Nam gì? Nam Tào Bắc Đẩu. Đây là đại biểu cho gì ạ? Cho quyền lực, cho nhà gì? Nhà Nho đấy. Còn nữa chúng ta thấy thờ những vị gì? Những vị Bát Bộ Kim Cương, Tứ Chấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương và các vị thần tiếp theo nữa. Đó là gì ạ? Những vị thần của vấn đề gì? Trong nhà Phật đương nhiên cũng nói về các vị thần đó. Nhưng trước đây trong Phật giáo Nguyên Thủy thì thường không có thờ những vị thần đó nhiều. Nhưng bây giờ đến gì? Đến cái thời này thì chúng ta thấy Phật giáo bắt đầu thờ rất nhiều các vị thần. Trong đó thì để hài hòa cái vấn đề tôn giáo ấy. Cho nên ở đây cái vấn đề mà cúng dâng sao giải hạn. Nếu chúng ta bảo á, cúng dâng sao giải hạn là tà đạo, là tà đạo, là không phải của Phật giáo á, thì cũng đúng thôi. Nhưng mà bây giờ thưa hỏi rằng các Phật tử họ không cúng, không đến chùa họ cúng, thì họ sẽ đi đâu họ cúng nhỉ? Chắc chắn họ sẽ đến đình, đến đền, đến miếu, đến mạo, đến các nhà ông thầy để họ cúng. Họ đã quen rồi. Không thế. Nhưng mà có cái cúng thế nào đó vừa qua, vì sao mà báo chí người ta thì người ta đánh nhầm mầm lên như thế? Có vấn đề của nó. Chúng ta thấy có cái chùa ngoài Hà Nội mà đi cúng dâng sao cái ngồi hết tràn cả ra đường á, cảnh sát giao thông cũng không thể dẹp được cái người đi qua đường qua xá, thì họ rất bực mình. Cái đường là để cho dân đi mà đường mới để cúng dâng sao giải hạn, dâng hết ra chùa, thì họ bực mình, những ngứa mắt này, thì nó viết báo nó chơi cho, có cái gì đâu. Còn từ trước đến nay có đâu cái chuyện đấy thôi. Còn cái chuyện mà cúng dâng sao ở đây chúng ta đừng có nghĩ là gì, nó không đem lại lợi ích gì.
Các vị nên hiểu, cái gì mà không đem lại lợi ích gì á, thì không bao giờ nó tồn tại hàng mấy nghìn năm đâu các quý vị. Không bao giờ. Bây giờ theo quan điểm của nhà Phật nhé. Nếu tôi lấy quan điểm của nhà Phật, tôi nói gì? Vì sao các vị phải sinh tử luân hồi? Đức Phật nói gì ạ? Vì có quan hệ gì? Quan hệ hôn nhân, quan hệ dục vọng, cho nên có sinh tử luân hồi. Vậy bây giờ tôi bảo các quý vị thôi, muốn giải thoát như Đức Phật thì hãy xuất gia hết đi, sống thanh tịnh hết đi, nam không lấy gì, lấy vợ, nữ không lấy chồng, và sống thanh tịnh tuyệt đối thì gì, tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật, thành Bồ Tát hết. Nhưng các vị có làm được không? Không làm được. Tất nhiên là xã hội này, thế giới này không bao giờ làm được tất tần tật như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài còn chưa làm được cơ mà. Mà vô số các Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa làm được cơ mà, cũng không làm được. Và về sau này tất Đức Phật đến Đức Phật Di Lặc là vì Phật kế tiếp theo Đức Phật Thích Ca sau này gì? Và vô số các Đức Phật, hàng hà sa số các Đức Phật sau này thành đạo thế giới này chắc chắn cũng gì? Cũng không làm được cái điều đó. Vì thế giới này gọi là thế giới gì ạ? Sa bà. Mà sa bà có nghĩa là gì? Dịch là gì ạ? Là uế độ, là thánh phàm đồng cư, thánh có, phàm có đều có. Nó không như thế giới Tây Phương Cực Lạc thuần tịnh, thuần thiện, cũng không như thế giới gì? Thế giới quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, thuần tịnh, thuần thiện, không có chúng sinh phàm phu, không có chúng sinh đau khổ, không có cảnh sinh già bệnh chết. Còn thế giới chúng ta thì thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Thế giới chúng ta là như vậy. Cái nhân, cái nghiệp của chúng ta, cái duyên của chúng ta gieo ở đời trước, kiếp trước, ở vô lượng vô biên các thế giới khác, chúng ta được sung sinh chung nhau về đây thì là để giống như chúng ta ấy, gọi là cộng nghiệp, được sinh vào trong chung với gia đình, là anh em, là mẹ con, là vợ chồng, sống chung một mái nhà rồi vui buồn khổ đau gì chúng ta đều phải chịu thôi đó. Cho nên ở đây thầy mới nói với các vị bạn hỏi rằng những cái phản ánh trái chiều về việc cúng dâng sao giải hạn và cúng thần tài, vậy các bạn hỏi việc này đúng hay sai. Thầy nói nếu mà chúng ta cho nó là sai theo quan điểm của Phật giáo, thầy nói là theo quan điểm Phật giáo là đúng, là không đúng với quan điểm Phật giáo rồi. Nhưng theo cái phương tiện để làm giáo hóa độ sinh, dẫn dắt cho họ từ cái chỗ sai lầm đến chỗ gì, đến chỗ chính đạo, được. Ngày xưa thầy phải nói thật với các bạn, chùa của thầy này ngày xưa 15 năm trước cũng có đốt vàng mã, cũng có đốt vàng mã, có mỗi không nhảy đồng thôi, nhưng cũng có đốt vàng mã. Những cái đám cúng này này, các Phật tử và các chùa, thậm chí thầy cũng bảo các Phật tử đi chuẩn bị cái đàn lễ, và các Phật tử mua lễ về cúng xong, cúng đặc biệt cúng chúng sinh, các Phật tử còn mua cái giấy ngũ sắc về để cắt quần áo, để cho gì, các vong linh, các thai nhi vong linh, người lớn vân vân, thầy vẫn để cho các cụ làm, kệ các cụ làm. Nhưng về ở cái chùa này thì vài năm rồi thì bắt đầu gì, dần dần mới bảo các cụ là thôi chỉ cúng bằng gì ạ, nấu cháo cúng và thanh bông hoa quả để cúng thôi, các cụ không phải tốn kém, không phải dùng giấy, dùng bằng quần áo giấy để cúng nữa, không cần nữa. Vì thầy cầu Phật cho rồi thì từ cái chỗ thì dùng cái chú của Phật để biến hóa ra quần áo cho họ. Bây giờ các cụ yên tâm, không phải lo, đừng có sợ là các cụ, các vong đến chùa Khai Nguyên là ở trần, cởi trần hết, không phải lo đâu, họ có quần áo mặc hết. Bằng chú, bằng công năng tu tập của gì, của chư tăng, bằng sự thành tâm của đại chúng, các vong linh thế thì cũng có quần áo mặc, chúng ta không cần phải dùng giấy giả, quần áo giả để cúng cho họ nữa. Dần dần thì bỏ được cái đó. Nhưng tiền vàng thì với gì vẫn cúng đầy trên ban thờ. Vài năm sau nữa thầy cứ giảng, thầy lên giảng kinh cứ mưa dầm thấm lâu, giảng dần, và bây giờ các Phật tử của thầy á, các Phật tử ở trong đạo tràng của thầy không ai cúng vàng mã nữa, cũng không ai gì đem cúng quần áo giấy nữa, mà không ai đem cúng tiền giả, tiền giấy nữa. Các vị thấy không? Không có nữa. Khi mà họ hiểu đạo rồi thì họ không cần, mình không cần phải nói nhiều, họ tự làm đúng. Mà những Phật tử rất rất nhiều, những Phật tử của thầy ngày xưa thì họ đến với chùa không phải là đến gì để học kinh, đến để cầu đạo, mà họ đến để gì? Đến để xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Gia đình họ gặp vận hạn này nọ kia, họ đến với chùa. Và cũng có những gia đình gì, có những cái đôi vợ chồng trẻ, hoặc có những người gì, những người trẻ họ đến với chùa là gì, do những cái khóa lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, mà bây giờ họ trở thành những người Phật tử thuần thành. Và khi bây giờ thành Phật tử thuần thành nữa thì ngày Tết họ cũng không cần phải làm sớ dâng sao nữa, họ cứ đến họ tụng kinh pháp hội, làm lá sớ cầu an cho cả gia đình, và họ đến thì họ tụng kinh theo pháp hội thôi. Còn những cái người mới đến thì họ mới làm sớ dâng sao. Còn những người gì? Phật tử thuần thành rồi không làm sớ dâng sao nữa đó, chúng ta thấy.
Cho nên nếu chúng ta biết vận dụng từ chỗ cái gì, từ cái chỗ phương tiện để dẫn dụ cho vào đạo thì nó là người tốt. Nhưng còn như báo đài vừa qua họ phản ánh là gì, có một vài chùa đấy em cũng dâng sao đó. Cho nên ở đây thì cái phương tiện quan trọng là người sử dụng nó. Vừa qua có một vài bài báo nói thì có một vài chùa đem cúng thì thiếu 50.000 không cúng cho. Cái này không phải, nó có vấn đề hết. Có vấn đề, nó có vấn đề hết, chứ không phải là nhà chùa và thiếu 50.000 không cúng cho. Nó xuất phát từ mấy cái Phật tử. Ví dụ Phật tử đứng lên nhận cái lễ chẳng hạn, nó không khéo. Ví dụ họ cái trường hợp mà họ kinh tế gia đình họ khó khăn hoặc là họ thiếu chẳng hạn thì bảo thì thôi cứ thành tâm thì chẳng hạn, nhưng mà Phật tử lại không khéo, lại bảo họ là thôi thiếu thì bây giờ ghi vào trong danh sách rồi. Ví dụ một hộ gia đình 100.000 chẳng hạn mà bây giờ mới đưa có 50.000 thì làm sao ăn nói với các quý thầy, hay là đem cái số này lên sao lại giải thích thế nào với thầy. Nếu mà vị này khéo ra thì đến bạch với thầy thôi, bạch thầy cái gia đình nhà này họ bảo họ chỉ có mỗi thế thôi, thầy hoan hỉ thì ai thầy lại bảo là mày phải nhận đủ hay bà phải nhận đủ tôi mới cúng. Không bao giờ có cái chuyện các thầy lại như thế. Nhưng mà do các Phật tử không khéo, mà báo chí thì nó đã gì, nó đã một số cái người nó đã chủ định rồi, nó dùng cái máy nhỏ nhỏ nó để cài ở cái khuy áo này sẵn rồi, chứ cầm cái máy quay phim to đùng vào như thế thì làm gì các cụ các vãi mấy cái bà đấy lại đến phát ngôn như thế đâu. Nó chủ định đến là quay lén rồi. Chúng ta thấy họ chủ định đến để quay lén rồi, cho nên họ giả vờ bỏ tiền ra, họ bảo là gì? Cháu có thiếu gì? Cháu chỉ có thế này thôi, thiếu 50.000. Bà vãi bà bảo tôi thiếu 50.000 thôi, đi giả lại mang về thì lúc nào đủ thì mang đến, để cúng thì mang đến mình nhận. Thế là thôi, nó về cứ thế thôi. Đó. Nó có cái sự chủ định với nhau. Đó. Khi người ta thì các cụ ngày xưa nói gì? Khi mà không thích nhau rồi ấy, thì thơm cũng thành gì? Thành thối. Mà khi mà thích nhau rồi ấy, thì thối cũng thành gì? Thành thơm, đó là khổ lắm. Từ trước đến nay, thời nào cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên cái trường hợp này thì bạn hỏi là cái việc cúng dâng sao, Phật tử của thầy ấy, ai muốn thờ thần tài, thầy vẫn cho thờ thần tài, thầy vẫn bốc bát hương cho thờ thần tài và cũng đi hướng dẫn cho thờ thần tài cho đúng cách. Sáng tối thắp hương, trước tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Xong rồi gì? Xong rồi kính lạy các vị thần linh, các vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh tiền, các vị thần tài đó. Xong đến gì? Đến khấn các vị gì? Tổ tiên bên nội bên ngoại chúng ta, dùng cái tâm chân thành để gì? Để thắp hương, để lễ bái. Cái việc đầu tiên là họ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói gì? Đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Nhất tâm niệm một câu A Di Đà tiêu được gì? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy tội gì? Nếu bây giờ tôi bảo họ niệm Phật, họ có niệm không? Chắc chắn họ không niệm. Vậy tôi bảo họ gì? Thờ thần tài. Nhưng trước khi khấn là phải gì? Chắp tay trang nghiêm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một hoặc ba tiếng như vậy xong bắt đầu mới gì? Mới khấn đến các vị thần linh, thần tài, gia tiên, nội ngoại. Mới khấn mới khứa. Họ làm một tâm thành như vậy, lỗ hay lãi? Họ chỉ có lãi thôi chứ, họ đâu có lỗ gì đâu. Mà họ gì? Lại được gì? Phương tiện niệm Phật. Cho nên cái thờ thần tài, nó không phải xuất phát từ ở Phật giáo. Nhưng mà chúng ta cũng có thể gì? Quy họ về Phật giáo. Cái điều quan trọng mà cái gì? Cái khôn khéo của chúng ta là quy cho họ về được với gì? Với Phật. Hướng cho họ về được với Phật. Hướng từ cái chỗ gì? Tà đạo về với chính đạo. Quan trọng cái chỗ đó. Chứ bây giờ chúng ta bảo sai cũng không được, không hoàn toàn là sai. Bảo đúng thì cũng không hoàn toàn đúng. Tất cả cái gì ở thế gian này, trong kinh Kim Cương Đức Phật nói là gì? Cái gì có hình có tướng đều là giả danh. Đó, đều là giả. Vậy bây giờ thầy nói như thế, thầy bảo gì? Các bạn ở dưới kia bảo, thầy bảo đúng như vậy phải không? Tôi bảo đúng đấy. Thầy bảo cái thân thầy cũng là giả đúng không? Bảo đúng đấy. Các bạn lên gì tát cho thầy một cái xem. Tát một cái thì thầy vẫn bình thường. Tát một cái bên này nữa thì gì? Có thể thầy gì? Vẫn bình thường. Nhưng tát cho vài cái nữa thầy có bình thường không? Không bình thường. Đó. Giả. Nó là giả đấy. Nhưng mà cái sức nhẫn của chúng ta nó chỉ ở cái mức gì? Cái mức vừa phải có 20 phân. Mà gì? Chúng ta làm đến 50 phân thì chắc chắn không nhẫn được nữa. Cho nên
nó là giả, thực sự nó là giả. Nhưng quan trọng chúng ta đã nhận nó là giả chưa? Chưa nhận ra. Thì chúng ta cứ hãy bằng lòng và sống với cái thật hiện tại bây giờ, và làm cho gì? Cho xã hội nó tốt lên, hướng thiện cho con người tốt lên. Cái việc cúng dâng sao giải hạn là chúng ta đừng có vì tiền, mà hãy vì làm cho tâm của nhân dân, tâm của các thiện nam tín nữ đến chùa lễ Phật đấy, họ được an tâm để họ gì? Họ cống hiến cả một năm đó, họ bỏ công sức trí tuệ ra để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Thì đó là tốt chứ không phải xấu. Nếu chúng ta cúng vì gì? Bóc lột cái gì? Tài sản của nhân dân, đem đồng tiền của họ vào trong túi của mình á, để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích riêng á, thì đó mới là việc xấu. Đó. Ví dụ như mỗi một người đến phải gì? Bao nhiêu tiền mới cúng cho? Nếu không đủ tiền thì không cúng á, thì đó mới là việc xấu. Đó. Còn cúng là để phục vụ nhân dân. Các cụ ngày xưa bảo là anh có cung thì phải có cầu phải có cung, cung cầu phải gì ạ? Hai bên gì? Hỗ trợ tương ứng với nhau. Chứ không bao giờ mà một bên gì? Một bên cầu mà không có cung, một bên cung mà không có cầu. Đó. Cho nên cái này thì thôi, nó tế nhị. Thầy chỉ nói như vậy thôi. Bạn hỏi thêm ý nữa, trong cuộc sống con hay nghĩ linh tinh trong mọi chuyện. Vậy thầy cho con hỏi phải làm thế nào để không nghĩ linh tinh nữa ạ? Thì hãy nhất tâm đi thì sẽ không linh tinh thôi, có gì đâu. Mà nhất tâm thì hoặc là bạn gì? Nếu bạn tu thiền thì bạn dùng cái phương pháp quán sổ tức để mới thở. Nếu bạn niệm tu tịnh độ thì hãy nhất tâm một câu A-di-đà Phật đi thì không nghĩ linh tinh nữa. Đấy, làm được không? Làm đi. Nếu chỉ cần, nếu tin tôi ấy, bạn chỉ cần gì? Ngày đêm 6 thời, mỗi thời chỉ cần khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. 26, 12, 12 tiếng gì? Bạn nhất tâm, bạn lễ Phật, bạn niệm Phật, bạn gì? Bạn tụng kinh. Còn 12 tiếng thì 6 tiếng ngủ, còn 6 tiếng thì đi học và đi làm. Thế dần dần bạn sẽ được nhất tâm. Đấy. Có làm được vậy không? Không phải dễ. Có một bạn nữa hỏi câu hỏi A-di-đà Phật. Con chào Thầy, con câu hỏi này mong Thầy giải đáp hộ con. Mấy tuần trước con có đi xem bói và Thầy bói phán con có duyên âm theo. Thầy có thể cho con biết duyên âm là gì và cách hóa giải nó không ạ? Duyên âm. Bạn hỏi là đi xem bói và Thầy bói bảo có duyên âm theo, và bạn muốn hỏi Thầy giải thích cho duyên âm là gì và có cách hóa giải không? Duyên âm là gì? Chúng ta hay nghe thấy cái từ gì? Âm và dương. Dương là chỉ cho người còn gì nhỉ? Người còn sống. Và âm là chỉ cho người gì? Người đã chết. Duyên âm tức là nhân duyên, duyên tức là nhân duyên. Và cái duyên ở đây ấy, có thể là gì? Là thiện duyên, cũng có thể là gì? Ác duyên. Duyên có thể là thiện duyên và có thể là ác duyên. Ác duyên là cái nhân chúng ta gì? Gây thù chuốc oán với họ ở đời trước. Cho nên đời này gì? Họ vẫn theo mình để báo oán, thì gọi là cái nhân duyên ác. Còn cái nhân duyên gì? Thiện á, đời trước kiếp trước có thể chúng ta gì đã từng là người gì ạ? Người yêu nhau, từng là vợ chồng với nhau và đã từng thề gì? Thề non hẹn biển với nhau, đời đời kiếp kiếp chúng ta dẫu gì sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được sống với nhau đầu bạc răng long, rồi nguyện sau này nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, rồi nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra làm vợ làm chồng, đủ các thứ hết. Khi yêu nhau thì chẳng có cái lời lẽ đẹp đẽ nào mà không dành cho nhau cả. Đấy, cái lúc đó mà thực sự thì có thể trong hai người, trong cái tâm của họ là yêu nhau thật. Đó. Chúng ta xem cái bộ phim về câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ chứ. Đó. Hay là có rất nhiều những cái câu chuyện về tình yêu lứa đôi. Việt Nam chúng ta cũng có, chứ không phải chỉ ở Trung Quốc hay là ở một đất nước nào trên thế giới. Nước nào cũng có những cái câu chuyện cảm động về tình yêu lứa đôi như vậy. Và duyên âm ở đây, bạn hỏi giải thích duyên âm là gì? Thầy giải thích theo cái cách hiểu biết của Thầy, đó chính là gì? Chính là cái nhân duyên ở đời trước và kiếp trước, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Chúng ta hoặc là từng làm vợ, làm chồng, từng là người gì? Người thương yêu nhau. Có thể là anh em, có thể là chị em, có thể là bạn bè, vân vân.
vì một cái lời hứa nào đó mà cái người kia mất đi, họ cứ lang thang, họ cứ long đong, họ đi tìm mãi, và bây giờ gì, tìm được chúng ta. Cũng có trường hợp mà chúng tôi đã được chứng kiến. Thầy kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này, không chỉ chứng kiến mà chúng tôi phải xử lý cái vụ đó. Năm đó là chắc năm 2013, 12 hoặc 13 gì đấy. Khi đó thầy vừa ở trên núi về đây và bắt đầu xây dựng cái nhà pháp hội này. Thì cuối năm 2012 đầu 2013 gì đó, xây dựng vừa xong, tổ chức được 1-2 pháp hội. Thì một hôm có cái gia đình ở ngoài Phúc Thọ ấy, ở ngoài làng đấy là làng gì quên cái tên làng rồi, nhưng mà ở ngoài Phúc Thọ gần cái chỗ làng gì, làng may, chuyên để may mặc, chỗ Hiệp ấy, gần chỗ Hiệp bà Hiệp đi về phía sân Tây khoảng độ tầm 2 cây, ở phía đi xuống thì bên tay trái, đi lên từ Hà Nội lên tay phải cái làng đó, cái làng của cái sư thầy mà cùng học với tôi, làng của sư thầy Đàm Toàn mà cùng học với tôi, cùng cái xã đấy. Thì một hôm thì có gia đình đưa cái cô ấy vào, và đưa cô ấy vào thì nhìn cô ấy mặt mũi rất là dại, mà sức khỏe rất là yếu, và người thì cứ nói làm nhảm, và lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì lại cào cấu, lại đánh người thân, lúc thì lại lăn lê bò xoài ra ngoài đất này. Có nghĩa là đủ các thứ luôn. Thế vào thì lần đấy thầy vội quá, thầy không làm lễ, thì thầy bảo một sư ông đệ tử của thầy lên nhà tổ hay lên chùa đó thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nghĩa bảo lên làm lễ. Lên lễ cho thì về khỏi được mấy ngày. Mấy ngày thì nhớ là một hôm thầy đang làm cái lễ động thổ cái nhà vãng sinh đường. Hôm đó làm lễ động thổ nhà vãng sinh đường. Buổi sáng vừa động thổ xong thì các chú thợ với các Phật tử đang đào móng. Thì tự nhiên lại thấy họ lại đi vào. Cả nhà đi vào, 4-5 người đi vào là cứ chạy theo là lôi, cứ ầm ầm cả lên, ở làm náo loạn cả chùa lên. Thế gia đình mới chạy ra cái quỳ xuống mới xin thầy làm lễ cho. Thì thầy hỏi ra thì bảo là hôm trước vào làm lễ rồi về khỏi được có mấy ngày, nhưng bây giờ bị lại thì lại nặng hơn. Và bây giờ thì người ta nói rõ ra là tên tuổi người ta như thế rồi. Và sau khi mới hỏi ra thì mới biết là cái cô này đã có vợ và có 3 đứa con rồi. Xin lỗi, đã có chồng. Cô thì đã có vợ. Cô ấy đã có chồng và có 3 đứa con. Thì một hôm ấy, cô ấy đi làm ngoài đồng ấy. Thì cái ruộng của nhà cô ấy gần đó thì cô đi làm cỏ ngô hay cỏ khoai lang. Cô đi, tôi nhớ đó là lấy đi 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 làm cỏ khoai lang và cắt dây khoai lang cho làm về để nuôi lợn. Thì khi cắt cái khoai lang xong rồi ấy, thì bắt đầu cô mới mệt, có hôm nay nắng quá, bắt đầu cô mới vào thì có cái ngôi mộ ở gần cái ruộng nhà cô ấy. Cô mới vào cô ấy, cái mộ xây cũng to, cho nên cái trời nắng ấy, thì nó về chiều lại thì nó ánh nắng nó đổ về phía bóng râm, nó đổ về phía đằng đông, mặt trời về đằng tây thì cái bóng râm đổ về đằng đông, cho nên là cô sang cái cô ngồi để cô chú một tí thì nó cũng đỡ được cái phần lưng thôi. Đỡ được cái phần lưng, cô cũng đỡ nắng rát. Nắng tháng, không biết tháng đấy là tháng mấy, nhưng mà chắc là nắng cũng rát. Cô sang ngồi như vậy thì tự nhiên cô ngồi mà cô nghe thấy mệt mệt, và cô ấy tựa vào cái mộ cô ngủ đi lúc nào không biết. Và cô ngủ đi một giấc khoảng độ tầm cũng phải đến gần 1 tiếng đồng hồ. Xong bắt đầu cô đi về thì người của cô bắt đầu từ đó về tới nhà thấy người nó cứ khác dần, và cứ đầu tiên là cứ đêm lại là cứ nói nhảm và sợ bóng tối này, hay nói nhảm này, và nhiều những cái biểu hiện lạ. Bắt đầu người nhà mới lại đưa đến bệnh viện tâm thần ở dưới Thường Tín để khám. Thì họ là bị rối loạn thần kinh hay cái gì đó, cho uống thuốc và cho ở dưới đó cả tháng thì cũng không khỏi. Về bệnh viện Bạch Mai, khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai điều trị cũng mấy tháng cũng không được. Rồi cho đi mấy cái bệnh viện nữa cũng không được. Xong rồi bảo về tâm linh thì đoán các ông thầy phù thủy về này, đoán cả nhà chùa ngoài đó ở ngoài huyện Phúc Thọ về để mấy thầy về để nhà để cúng, để ra chùa cũng không được, về nhà cũng không được này. Rồi đoán công thầy phù thủy làm bùa làm bèn cũng không được. Bị như thế cũng phải đến gần 1 năm thì bắt đầu mới đưa vào đây. Có người mách đưa vào đây, thì khi đó vào đây thì thầy mới làm lễ cho, thầy mới hỏi
Cái lúc đó thì thầy lên lễ. Lên lễ bắt đầu thì đồng ý lễ, thầy bảo lên nhà tổ. Ngày xưa còn cái nhà tổ bé bé ở chỗ cái vườn hoa đấy, chỗ trước cửa pho tượng ấy, là nhà tổ ở đấy. Thầy lễ cho, thì bắt đầu, khi lễ cho bắt đầu thầy mới hỏi. Hỏi thì nó mới nói là, nó mới khai hết ra là cái cô này này là người yêu của con mười mấy năm trước, mười mấy, hai mươi năm trước. Không biết mười mấy hay là hai mấy năm, lâu lâu thì không nhớ rõ cái đó. Nhưng có nghĩa là cô này bây giờ, cái cô đấy, cái năm đấy là hơn 40 tuổi. Hai mấy năm chứ. Yêu nhau từ năm 16 tuổi mà. Cái cậu này này, nó yêu cái cô đấy và cái cô này, hai, nói chung hai người ngày xưa là bạn thân với nhau. Từ năm còn bé cho đến cái năm 16 tuổi thì cái cậu ấy bị chết đuối. Đi tắm bị chết đuối. Đi tắm bị chết đuối và từ đó thì cái cậu này vẫn cứ đem cái lòng yêu thương cô ấy. Cái lúc cái vong nó kể như vậy. Cái vong nó kể đem cái lòng yêu thương cô ấy. Và đi theo cô ấy rất lâu rồi. Và đến cái khi cái hôm mà cô ấy đi để đi cắt rau lang á, và tựa vào ngôi mộ của cậu ấy để ngủ á, thì cậu ấy mới có cơ hội để gì? Để nhập vào xác cô ấy. Và một cái điều lạ là gì? Là khi cái vong lên nó nói là nó rất ghét cái ông chồng thực sự mà ba đứa con của cô ấy. Và nó đã tìm mấy lần, nó tìm cách nó giết cái ông đấy rồi, nhưng mà không được. Mấy lần nó tìm cách giết cũng không được. Và các bạn biết là đấy, cho cái loa này khó nghe lắm. Và các bạn biết đấy, là cái trường hợp đấy, sau khi mà lễ cho họ rồi thì họ mới nói rằng là đã yêu nhau từ năm 16 tuổi. Và sau khi chết đi á, vẫn đi tìm theo để yêu. Cái hôm cô ấy lấy chồng á, thì cái vong đấy nói là cái cô ấy lấy chồng á, cái vong nó rất là buồn và nó theo hơn 20 năm như vậy nhưng mà không làm gì được. Nhưng đến cái nhân duyên, đến cái lần mà cô ấy tựa bên mộ của cậu ấy để ngồi nghỉ, đi làm ngồi nghỉ đó, khi đó mới có cái cơ hội để nhập vào xác cô ấy và làm cho cô ấy ốm đau như vậy, điên khủng loạn tâm bệnh tật như vậy, với mục đích là muốn bắt cô ấy xuống dưới kia để làm vợ. Nhưng mà không được, vì chúng ta biết là mỗi người đều có cái nhân duyên, để có cái thọ mạng khác nhau, cho nên không thể nào mà muốn một cái là được. Không thể muốn là được. Cũng như ở trên cõi dương chúng ta này thôi, một người nào đó yêu một người nào đó, có phải muốn là được không? Không được. Mà phải được cái người kia yêu lại. Và được gì ạ? Nếu muốn được lấy làm vợ làm chồng thì phải được pháp luật cho phép, được hai bên, bố mẹ, bên nội bên ngoại, gia đình gì cho phép, và được pháp luật cho phép làm cưới xin đàng hoàng mới làm vợ làm chồng được chứ. Thì ở cõi âm cũng vậy các quý vị, chứ không phải là muốn là được. Cho nên là vị này muốn bắt cô này xuống dưới đó để làm vợ nhưng không được. Và cho nên đến cái cơ hội đó hơn 20 năm sau mới bắt được cái thần thức, cái vía cô ấy, và cứ đòi bắt làm vợ. Khi vào đây, thầy lễ cho một cái, thầy lễ xong rồi thầy nói giảng giải về giáo lý của nhà Phật cho khoảng độ hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng đồng hồ. Là khi cậu ấy nghe ra, và thậm chí thầy phải nói rằng thôi, đi quy theo Phật đi, bây giờ cô ấy là gì? Cô ấy đã có chồng và có 3 đứa con rồi, mình làm sao mà còn lấy người ta được nữa. Mà bây giờ cái thứ nhất là người ta đã có chồng có con, cái thứ hai đó là âm dương cách biệt. Âm dương cách biệt, một bên thì là gì? Ở trên cõi dương thế, một bên gì dưới, ở dưới cõi âm, làm sao mà lấy được? Mà nếu là có bắt được cô ấy xuống thì bây giờ gì? Hai người tuổi thọ gì? Cũng khác nhau rồi. Một người đấy gì? Thầy cứ nói là một người đã chết hơn 20 năm thì bây giờ đã hơn 20 tuổi chẳng hạn, ví dụ như thế. Một người bây giờ mới chết đi có xuống, nó chỉ là một đứa trẻ con, vậy đã hơn 20 tuổi. Chúng ta thấy ở trên thế gian chúng ta rất ít người, rất ít những đôi gì vợ chồng này gì lệch nhau một cái tuổi lớn như vậy mà chung sống với nhau và lấy được nhau và chung sống với nhau, cũng có nhưng mà rất ít, rất rất ít chứ không phải là gì là nhiều. Cái thầy nói như vậy, và thầy nói là gì? Thôi, cái nhân duyên ấy, ở kiếp trước có duyên mà không có phận. Cho nên thì con mới gì, năm 16 tuổi con mới đi tắm, phải đuối nước, mới
mới như vậy. Thọ mạng của con thì không có, cái phúc của con thì chưa đủ để hưởng chọn cái kiếp người 100 năm. Cho nên bây giờ con phải tu đi, con phải tu thì có duyên đến đời sau, kiếp sau á, thì mới gặp nhau. Lúc đó mà nếu có duyên và có phận thì gặp nhau và gì làm vợ làm chồng chung sống với nhau đầu bạc răng long, thì lúc đó thì không có ai cản, không ai ngăn và không ai cấm cả. Còn đời này có duyên không phận, người ta có vợ có chồng, người ta có chồng có con rồi. Còn mình á thì đặc biệt là gì, lại ở dưới cõi âm như thế. Và thầy khuyên là thôi bây giờ đi về, sau khi quy y Tam Bảo á, quy y Tam Bảo á xong á thì mọi thứ thì mình sẽ gì, sẽ thấy thay đổi và sẽ khác rất là nhiều. Ví dụ như trước đây thì trước khi làm lễ nó kêu là đói, nó kêu là nhiều ngày nay là gì? Không được ăn là bị đói. Xong rồi thầy bảo gia đình đi ra ở ngoài quán mua tí thanh bông hoa quả, bánh kẹo và bim bim, và nấu một nồi cháo để tí nữa để cúng tụng kinh ra quy xong để cúng cho nó ăn. Và người nhà nghe thầy nói như vậy cũng ra đi mua luôn cả mấy bộ quần áo bằng giấy luôn. Ở chùa thầy thì không hề đốt vàng mã, không hề đốt đồ mã. Nên gia đình nghe thầy bảo là đi ra mua thanh bông hoa quả thì tiện tay cũng mua luôn cả mấy bộ quần áo bằng giấy. Khi vào á, thầy đang mài giảng cho nên thầy không nói, cho nên gia đình cứ mang đặt lên trên ban thờ kệ như vậy. Thầy lúc đó đang mài giảng thì cứ giảng cho cái vong nó nghe. Và khi mà giảng đến cái đoạn mà nói cho vong người ta nghe ra, hiểu ra giữa âm dương cách biệt như vậy, và thầy khuyên nó thôi bây giờ này cô ấy già rồi, người ta hơn 40 tuổi già, nhìn cô ấy gì một chồng ba đứa con già như thế rồi, bây giờ cậu là gì 16 tuổi đúng không? Thầy nói là cậu nói với nó như người thật sống với nhau, cậu mới có 16 tuổi trai tân chưa vợ, bây giờ lại lấy một bà già đó gì một chồng ba con, nghĩ đi mà xem còn yêu không. Thầy bảo là đấy, nhìn lại bà ấy một lần nữa đi, bà nó chuẩn bị lên bà nội đến nơi rồi. Ba đứa con rồi, con lớn là cũng là 17-18 tuổi rồi, thì bây giờ còn yêu cái gì nữa. Mà đặc biệt mà yêu người ta thì lại gì, chồng người ta kia người ta còn chồng người ta cơ mà, làm sao mà yêu như thế được, pháp luật ở thế gian không cho phép. Huống chi là gì, âm dương như vậy lại làm đảo lộn hết cả gì, âm dương lên thì nhân quả lên thì không được, như vậy thì tội lỗi lắm. Và thầy bảo là thôi bây giờ thế này, bây giờ đi về, thầy nói bây giờ đi về nhá, đi về và tu nhân tích đức, bây giờ quy y Tam Bảo rồi này. Thì thầy quy Tam Bảo, lúc đấy mới giảng về Tam Bảo thôi, giảng ý nghĩa quy Tam Bảo thôi. Và thầy sau khi giảng xong như vậy, thầy bảo là bây giờ quy Tam Bảo xong thì con sẽ gì, thế cái thân thể của mình ấy, sẽ được trang nghiêm đẹp đẽ, và con sẽ có gì, có rất nhiều công đức. Và bây giờ con đi về, con từ cái chỗ có cái công đức ấy, con thì đi theo thành hoàng làng để con thì con tu nhân tích đức. Và nó bảo rằng thành hoàng làng ở đấy nghiêm khắc lắm. Nó bảo là cái thành hoàng làng nhà con nghiêm khắc lắm, rất là chính trực, rất là nghiêm khắc. Cho nên không phải ai cũng có được đi theo hầu nhà ngài. Thế thầy bảo rằng yên tâm, nếu mà muốn đi theo hầu ngài á, thì thầy sẽ nói với ngài cho để có con đi theo hầu ngài một thời gian để cho con tu nhân tích đức, con làm việc thiện, để con giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ dân lành. Thế chúng ta biết là ở trên quái dương chúng ta thì có quan, thì dưới quái âm cũng có gì, có quan. Trên quái dương chúng ta có vua, trên dưới quái âm cũng gì, có vua. Thập điện Diêm Vương đó chính là vua của quái gì ạ, quái Diêm La. Các bạn cứ tìm đọc những cái câu chuyện ở trong Phật giáo đấy, chứ không phải là cái chuyện tiếu lâm ở ngoài đời đó, câu chuyện Phật giáo hẳn hoi nói về những cái câu chuyện âm dương ấy. Các vị là đi là cái sống ở trên quái trần này, sau khi chết đi xuống quái âm để làm quan đó, có rất nhiều những câu chuyện như thế. Và sau khi thầy nói như vậy xong, thầy bảo như bây giờ nếu mà muốn tu nhân tích đức làm người, đời sau làm người, đời nay ở dưới kia để làm thần, đi theo thần, đi theo thành hoàng làng, thì mình cũng là gì, có một chức quan nho nhỏ rồi để làm gì ạ, để hộ trì cho thành hoàng làng
giúp việc cho thành hoàng làng và để giúp đỡ cho nhân dân thì mình sẽ có công đức. Và thầy sẽ nói là muốn lấy vợ khi mà gì có công ăn việc làm ổn định rồi. Nói giống như ở trên quái trần chúng ta này, nói như người nói chuyện với nhau. Có công ăn việc làm ổn định rồi thì lại là người giúp việc cho thành hoàng làng rồi, thầy sẽ bảo thành hoàng làng cưới cho con một cái cô vợ đẹp nhất ở dưới đấy. Thế là nghe đến cái từ vào cưới một cô vợ đẹp nhất ở dưới đấy, thế là gì? Nó mắt nó sáng lên và nó hỏi thầy là gì, có thật không? Thầy bảo thật. Cô ấy bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi, một chồng ba con già rồi, mà người ta có yêu con đâu. Ngày xưa đó là hai người mến nhau thôi, chứ con nó tỏ tình với người ta chưa? Nó bảo chưa. Nó bảo cô ấy có nhận lời yêu con chưa? Cũng bảo chưa. Mới là mến nhau thôi đấy, duyên mới chỉ mến nhau thôi mà đã như vậy rồi. Cho nên thầy bảo thế bây giờ thì thôi, vì người ta không yêu con, thậm chí người ta cũng chưa từng yêu con, mà người ta gì đấy không yêu con thì người ta mới yêu người khác và lấy người khác. Và con cũng đã chưa từng tỏ tình với người ta khi con còn sống cơ mà, huống chi bây giờ đã chết. Cho nên bảo nó bây giờ thôi, bây giờ thì quy tam bảo cho có công đức có phúc báo đã. Thế nó bảo vâng. Quy xong rồi mà cái thì thầy mới hỏi nó là thế bây giờ này, đấy người ta gia đình người ta mua mấy bộ quần áo giấy cái kìa, người ta mua thì một tí mua bánh kẹo mua cháo mua gì cái kìa, có còn đói nữa không để thầy cúng cho mà ăn, để thầy cúng cho mà mặc. Thế nó bảo không thầy ạ, sau khi con quy y rồi thì tự nhiên thì mọi thứ đầy đủ, quần áo cũng có, không cần phải mặc những đồ giả ấy nữa. Và tự nhiên gì đồ ăn cũng có, không phải gì ăn những cái đồ người gia đình họ cúng kia nữa. Chỉ bây giờ là xin thầy là gì, thầy nói với thành hoàng làng kia là cho con thì được về con theo hầu ngài thôi. Và thầy bảo được. Và nói như vậy xong thì thầy ngồi thiền khoảng độ tầm 15 đến 20 phút. Mình cũng phải ngồi thiền, phải dụng cái tâm để gì, để quán tưởng. Và bây giờ thì không nói chuyện với thành hoàng làng, thì không nói để cho mọi người ở ngoài nghe nữa, và ngồi thiền và quán tưởng và nói chuyện với cái vị thành hoàng làng ấy. Khoảng 15-20 phút sau đó thì xả thiền ra và nói rằng thầy đã nói chuyện với thành hoàng làng xong rồi. Thành hoàng làng thì đã chấp nhận cho con về gì làm giúp việc cho thành hoàng làng, và bây giờ con đi về đó. Thầy viết mấy cái chữ vào cái tờ giấy, ký tên thầy vào đó và bắt đầu đưa cho cái vong nó đăng nhập với cô ấy vào để cầm lễ. Và đi về đưa cho vị thành hoàng làng đó và nói rằng thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên gì giới thiệu. Đấy, câu chuyện là như thế. Và sau khi xong một cái thì quy xong một cái đưa cho cái giấy xong, bảo xong và bảo rằng, và vị ấy còn chắc lép một cái câu cuối cùng mà hỏi rằng vậy thành hoàng làng có cưới cho con cái cô vợ đẹp nhất dưới làng ở dưới đấy không thầy? Thầy bảo con cứ làm tốt và thành hoàng yêu con, quý con, thương con, coi con như đứa con của thành hoàng, thì thành hoàng gì sẽ cưới cho con một cô vợ đẹp nhất, nết na nhất, giỏi giang nhất, thùy mị nhất, và hai người sẽ yêu thương nhau trọn đời dưới đó. Và sau khi nói như vậy thì nó mới hoan hỉ, nó mới vui vẻ, và cái vong đó rất là vui vẻ và nói rằng vậy thì con nghe thầy. Và thầy bảo nghe rồi thì thôi, bây giờ từ giờ trở đi cô ấy là người gì đã có chồng và đã có con, đã có gia đình, từ hôm nay trở đi con không bao giờ thì gì được nhập vào cô ấy, được mượn xác cô ấy để nói năng hoặc để hành động làm bất cứ cái gì nữa. Bây giờ con đã gì đã có thân, con đã có gì đã có gia đình, con đã có công ăn việc làm, con đã gì đã là một vị quan giúp việc cho thành hoàng làng để cai quản cái bản xứ đó. Cho nên bây giờ phải sống cho nó gì ngay thẳng chính trực, âm có pháp của âm, dương có pháp của dương, không thể làm những cái việc mà sai trái được nữa. Và thầy bảo thôi bây giờ xong rồi, đi về đi làm việc mọi việc. Thầy đã làm việc với thành hoàng làng rồi, con cứ cầm cái tờ giấy này về cứ thế mà làm. Thế thầy bảo nó như vậy và bảo nó bây giờ xong rồi có còn cần nói gì không. Nó bảo thôi thế là đủ, con không nói gì nữa, con đi về con đi làm việc. Con hứa với thầy con sẽ làm một Phật tử tại gia chân chính, và con hứa với thầy con làm tất cả các công việc mà thành hoàng thì tin tưởng giao cho con. Và như vậy thầy hỏi nó, vậy có cần thầy phải tác động để cho ra khỏi cái xác kia không? Nó bảo thôi bây giờ con không cần nữa, bây giờ tự con ra được. Và xong rồi nó nằm vật ra một cái, thế là gì xong cô ấy khỏi như không. Mà trước đây khi mang đến đây cái người cô ấy nó đe
đen đen, tím tím, tái tái đó. Chân tay thì tự nhiên nó cứ khòng khèo hết ra, như người bị chết đuối, người nó bợt bạt như thế. Nhưng khi nó ra một cái thì khoảng 2-3 phút sau cô ấy khỏe mạnh bình thường và không sao nữa. Cho đến mấy năm sau cô ấy vẫn không bao giờ bị vong nhập, không bao giờ bị làm sao nữa, vẫn bình thường. Lâu rồi thầy không biết là cô ấy có vào đây nữa hay không, gia đình còn vào đây nữa không, vì bây giờ thầy quá nhiều công việc mà các Phật tử đến chùa cũng quá đông, cho nên thầy cũng không để ý là người gia đình người ta còn vào nữa hay không. Từ năm 2010 chắc là 13 thì gì đó, 2013 khoảng thời gian đó. Đó đấy, nhân duyên. Thầy kể cho các bạn, cho cái bạn mà viết câu hỏi mà nó nói thì duyên âm là gì đó. Duyên âm đấy chính là cái nhân duyên. Mình thích nhau, mình thề hẹn ước với nhau, nguyện ước với nhau ở đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước. Bây giờ thì mình có phúc báo, mình được sinh lại làm người, được thân người. Còn người ta vẫn còn gì, vẫn còn phảng phất đi tìm mình ở dưới đó. Và bây giờ họ tìm được mình nhưng mà lại âm dương cách biệt. Cái trường hợp này thầy gặp khá nhiều rồi, khá nhiều. Và bạn hỏi trong này, nếu mà gặp duyên âm như vậy, cách hóa giải như thế nào, có hóa giải được không? Hóa giải được. Thầy cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều các thiện nam, các tín nữ đã hóa giải được cái trường hợp này. Ở trước đây thì các thầy cứ làm lễ và hồi hướng cho họ. Nhưng bây giờ thì thầy bắt cái những người mà có duyên âm đó phải tự mình phát nguyện làm lễ. Làm lễ là sao? Tụng kinh Địa Tạng. Tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Và phóng sinh nữa. Nên phóng sinh thì tùy theo cái điều kiện kinh tế, có nhiều thì phóng nhiều, không có nhiều thì gọi là thành tâm một chút thôi cũng được, nhưng phải có phóng sinh để lấy công đức phóng sinh đấy, để hồi hướng cho cái phong ấy. Và đặc biệt là về tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện ăn chay trường lấy 21 ngày hoặc 49 ngày và hoặc 100 ngày, ít nhất 21 ngày, vừa là 49 ngày, còn nhiều là 100 ngày. Ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Năm thứ cây nồng đó không ăn hành nhé, hẹ nhé, tỏi nhé, kiệu nhé, hành tây, không ăn. Và không ăn tất cả thịt của các loại chúng sinh, thịt trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, vân vân, tất cả. Nói chung là phải ăn chay, chỉ ăn rau thôi. Mình gọi ăn chay như các sư ở trong chùa này, ăn rau thôi. Và mỗi một ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Có thể đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình được. Còn nếu các bạn đi học thì có thể các bạn thì ở trên cái bàn học của các bạn đọc cũng được. Các bạn múc lên 3 chén nước. Nên có trên bàn học của mình, nếu mà phòng trọ mà các bạn hoan hỷ thì chúng ta có một ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ, khi chúng ta đọc kinh chúng ta để lên trên tường hoặc lên trước mắt chúng ta cũng được, chứ hay là bàn học chúng ta được. Nếu các bạn không hoan hỷ thì cái ảnh chúng ta nhỏ nhỏ chúng ta đọc xong rồi gấp để vào trong quyển kinh, để lên trên giá sách của chúng ta. Khi đọc thì chúng ta lại để cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên trước mặt chúng ta, lên cái bàn học trước mặt chúng ta, để trang nghiêm. Đó, chúng ta múc 3 chén nước lên đó, không cần thanh bông hoa quả. Đối nếu mà các bạn học sinh, sinh viên, chúng ta cũng không cần thanh bông hoa quả, cũng không cần phải thắp hương, không cần phải có bát hương. Ngài vẫn chứng cho chúng ta chỉ cần 3 chén nước thôi. 3 cái chén nước nhỏ nhỏ, 3 chén nước trong, nước lá vi, nước sạch đó. Múc để lên trước cái ảnh của Ngài và các bạn nhất tâm các bạn đọc. Nếu mà phòng mà đông người thì không cần phải đọc to, các bạn đọc như đọc sách thôi. Đọc thầm như đọc sách thôi cũng được. Đọc xong và hồi hướng. Cứ đọc hết một thời kinh đấy là dành khoảng độ vài phút để hồi hướng cho cái vong linh mà mình đã đi xem. Họ bảo là duyên âm đó, theo mình đó, cầu nguyện cho họ. Và mình cũng gì cũng thầm nói với họ rằng đời trước hai người có duyên với nhau, đã từng hoặc là từng làm vợ chồng, hoặc từng là gì anh em bạn bè, hoặc là vân vân, đã có duyên với nhau, nhưng đời nay thì có duyên nhưng không phận, vì âm dương cách biệt. Cho nên là khuyên họ đi nghe kinh và tu tập nương theo quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng để đi đầu thai thoát hóa về gì cõi tốt lành hơn. Và nếu gì chúng ta còn duyên với nhau thì hẹn đợi đến kiếp sau có duyên có phận, cùng làm thân trời hay cùng làm thân người, chúng ta gặp nhau và chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm tuổi già, vân vân. Đó, mình khấn nguyện cái đại khái là như thế. Còn đời nay kiếp này thì âm dương cách biệt, có duyên không phận, xin đừng làm khổ nhau, đừng làm như vậy để khổ cho nhau nữa. Và chúng ta đọc kinh đó và hồi hướng. Cứ như vậy chúng ta thì đọc 21 ngày, mỗi ngày hết một quyển kinh, một bộ kinh Địa Tạng ấy,
phát nguyện cái việc lớn này, phải đọc hết cả bộ kinh Địa Tạng đấy mà hồi hướng cho họ, thì một thời gian sau là hết thôi. Nếu tự chúng ta làm mà chưa hết thì hàng tháng có cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng của nhà chùa đó, các bạn đi lên làm một cái bài vị, viết một cái bài vị, gặp các sư xin viết một cái bài vị cho cái gì, cho cái vong ấy, thì nữ thì viết cho cái vong nam, mà nam thì viết cho cái vong nữ, tức là bạn mình là nam đó thì viết cho cái bài vị cho cái vong mà nó đang đi theo mình á, nữ thì viết cái cho cái bạn nam theo mình đó, vân vân. Cũng có thể nam theo nam, nữ theo nữ đó, cũng có, thì mình cứ viết cho họ đó. Viết cái bài vị cho họ, oan gia trái chủ, xong mình theo mình lễ, ở được cả 7 ngày thì tốt, không ở được cả 7 ngày thì ngày đầu, ngày giữa, ngày cuối là được, hoặc là ngày đầu, ngày cuối cũng được đó. Nếu chúng ta ở được cả 7 ngày là tốt nhất. Nếu không còn phải đi học thì thứ bảy chủ nhật chúng ta lên, không cứ phải ngày đầu, ngày cuối. Ngày nào được nghỉ trong 7 ngày khóa tu Địa Tạng của nhà chùa đó thì chúng ta lên, chúng ta nhất tâm, chúng ta làm công quả và chúng ta tụng kinh theo đại chúng, và chúng ta gì hồi hướng cho, thì cái việc này giải quyết như thế, giải quyết là tận gốc. Chứ còn là chúng ta đi cúng mời ông thầy phù thủy làm bùa làm bèn để cúng, để chấn, để yểm, để hóa giải, giải oan cắt kết vân vân đó, giải oan cắt đoạn vân vân đó, để trừ cái gì, để đuổi cái vong ấy đi đó, không được đâu. 10 trường hợp làm được cái đó thì may chỉ được 2-3 cái. Còn những cái trường hợp mà tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ, 10 trường hợp thì phải được 8-9 cái. 8-9 cái. Có nhiều cô, có nhiều cậu. Thầy đã kể rất nhiều trong cái khóa tu Địa Tạng rồi. Có nhiều cô năm nay hơn 40 tuổi. Có cô là gì, cứ chuẩn bị đến ngày cưới là gì, người ta lại trả lời lại không cưới nữa. Thế mới đau. Thế mới đau chứ. Mà rõ ràng nhìn lên chùa thì nhìn thì cũng xinh xắn, trắng trẻo và có công ăn việc làm. Công an có người là giáo viên hẳn hoi. Là giáo viên, có người là công chức nhà nước hẳn hoi. Mà 37, 38, 40 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình được. Cứ có người đến yêu thương thì một thời gian sau tự nhiên lại chán. Hoặc là có người đến, gần đến ngày chạm ngõ rồi thì tự nhiên người ta lại gì? Lại trả lời là không lấy nữa. Có những trường hợp là gì? 3 lần đi quản lý đi ăn hỏi rồi mà 3 lần gần đến ngày cưới người ta bỏ. Đấy, trường hợp như vậy rất là buồn. Cô ấy rất là buồn mà cô ấy nói là 3 lần người ta đi ăn hỏi rồi nhưng mà chưa cưới thôi, chưa đoán dâu thôi, đi ăn hỏi rồi. Đi ăn hỏi chuẩn bị, ví dụ ăn hỏi hôm nay đi ăn hỏi và hẹn 10 ngày sau cưới chẳng hạn. Nhưng khoảng tuần sau tự nhiên nhà cha đến trả lời là không cưới nữa. Đấy, không biết vì lý do gì cứ như thế. Mà 3 lần như thế, có trường hợp dưới, không biết dưới Thanh Oai hay là cái gì gần dưới đó, 3 lần như thế. Thế năm 2017 thì khuyên về là tụng kinh Địa Tạng, và cả các Phật tử cũng đến tụng cho nữa. Các Phật tử đến tụng cho 7 ngày ở nhà nữa, và cô ấy cũng đọc tụng nữa. Thế là đọc tụng xong, cô ấy phát nguyện tụng 21 ngày, ăn chay trường, tụng 21 ngày xong một cái thì, vừa xong một cái thì thầy bảo thôi cứ tụng đi, nhất tâm tụng đi, tới đây bây giờ khi mà cái giải hết cái oan gia cháy, giải hết cái oan gia cháy chủ đi á, và cái vong âm theo mình, họ đi tìm người khác, họ được đi đầu thai đi kiếp khác rồi á, thì khi đó mình biết đâu là có người họ hợp với mình, họ tìm đến với mình và lại chung sống với nhau hạnh phúc. Và quả thật như vậy, khi mà mới tụng xong 21 ngày, cô ấy ăn chay trường tụng xong 21 ngày thì tự nhiên là đi làm. Cái hôm đi làm tự nhiên là đi thế nào là cô mới hỏng xe máy. Cái nhân duyên thế nào là hỏng xe máy ở dọc đường. Thì hỏng xe máy thì đi, thì cô ấy dắt cái xe máy đi thì lại, đi thì không có dắt cái xe máy để đi tìm cái chỗ vá xe. Cái tự nhiên thấy một cái xe ô tô nó dừng lại. Một cái chú đi ô tô sang trên cái lái xe, thì cái chú ở trên ô tô bên cửa bên này nó bước xuống. Và nó hỏi là xe của em làm sao đấy, các thứ, nó hỏi han. Nói chung là thầy cũng không nghe cái câu chuyện nó kể đại khái nó xảy ra như thế. Nhưng nó hỏi han làm sao đó, xong rồi bắt đầu cậu ấy dắt xe đi cho cô ấy xuống rồi thấy. Tự nhiên thấy dắt xe đi cho cô ấy và dắt hai người đi bộ với nhau mấy trăm mét dắt đến chỗ sửa và đợi sửa cho cô ấy xong và cho cô ấy đi xin số điện thoại của nhau. Thế là về cứ alo cho nhau Facebook, Facebook gì đó thầy không hiểu. Nhưng mà có hơn 2 tháng sau gì? Cưới nhau luôn. Đấy, thế.
Mà cái cậu ấy gì? Là giám đốc một cái chi nhánh một cái công ty cũng là lớn. Giám đốc một cái chi nhánh công ty lớn. Công ty gì? Công ty Sông Đà. Giám đốc chi nhánh công ty Sông Đà. Chúng ta thấy. À, tự nhiên, cái nhân duyên mà. Cưới nhau. Lấy ông giám đốc. Trước đây thì gì? Ba đứa thì gần đến ngày đi ăn, gần ngày cưới rồi nó còn bỏ mình. Và rõ ràng là cũng xinh xắn. Giáo viên hẳn hoi. Xinh xắn. Công ăn việc làm mà giáo viên nhìn rất là lịch sự. Ấy mà lại thế. Những cái duyên nó đến một cái thì chúng ta thấy thay đổi hoàn toàn. Cái vợ chồng nhà đấy thì thỉnh thoảng vẫn hay lên chùa. Năm cũng lên chùa vài lần. Mới hôm nọ, hôm mười mấy tháng giêng này lên chùa này. Hai vợ chồng với hai đứa con lên chùa được. Giờ thì hai đứa con, một đứa 2 tuổi hay 3 tuổi, còn một đứa mới sinh. Đó, một con trai, một con gái. Đến chùa hôm rồi, lễ Phật hôm rồi. Và cứ cảm ơn suốt. Và đấy, đấy là gì? Nhân duyên đấy. Duyên âm, cách giải như thế nào? Thì Thầy hướng dẫn cho các bạn giải bằng cách gì? Lấy ân để giải cái duyên đó, chứ đừng lấy oán để giải cái duyên đó. Đừng kết thù với nhau để giải những cái oán đấy, giải cái duyên đấy. Mình tụng kinh niệm Phật, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho các bạn, cho bạn ấy, và mong cho bạn ấy gì? Để sinh về cõi lành và gặp được người tốt. Giống như bây giờ chúng ta còn sống với nhau, nếu mà hai người tìm hiểu nhau 2, 3 năm, 4, 5 năm mà gì không hợp nhau hoặc bố mẹ không cho thì mình chia tay nhau, thì mình làm thù hay làm bạn là tốt hơn nhỉ? Làm thù hay làm bạn tốt hơn? Đương nhiên làm bạn tốt hơn. Thì bây giờ cũng thế. Mình đối xử với nhau bằng cái lòng chân thành, lấy giáo lý của Đức Phật, công đức tu tập được để hồi hướng cho bạn ấy, và mong cho bạn ấy gặp một được sinh về cái cảnh giới để tốt hơn, được gặp người tốt hơn. Và còn nếu sau này có duyên thì gặp nhau, chung sống với nhau. Đây là cách hóa giải mà Thầy thì mấy năm nay hướng dẫn cho rất nhiều những bạn nam và những bạn nữ gặp vào cái trường hợp này, hóa giải cho nhau, chứ không phải mất tiền mất của gì đâu, tự mình làm được, cũng không phải để người ta lừa mình, để người ta lấy tiền của mình. Bây giờ là có những vị sư bảo là cúng cái đàn này có thể hóa giải mất 10 triệu, 20, 30 triệu, nhưng cũng không được. Có những ông thầy cúng cũng bảo cúng cái đàn này được, và cúng 10 triệu, vài 10 triệu gì, nhưng cũng không được. Có người cúng đến 3, 4 lần rồi không được, vẫn phải tìm đến đây thầy hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh một thời gian thì được. Một thời gian được. Có trường hợp thầy còn bảo chắc chắn là thế cuối năm nó lấy vợ đấy. Mà cuối năm lấy vợ thật. Mấy trường hợp là có trường hợp thì bảo thế cứ làm đến tháng 11 nó sẽ lấy chồng. Thế mà tháng 11 nó lấy chồng thật. Đấy. Cái trường hợp đấy thì nhiều tuổi rồi. Mà cả gia đình, cả dòng họ thì mong muốn. Thì mình thì khuyên họ nhất tâm thì phải như vậy. Đấy là cách hóa giải. Duyên âm. Có duyên âm. Nhưng cũng có trường hợp là gì? Do ma nó gì? Nó giả. Do quỷ đây gì? Nó giả để gì? Nó hại mình. Cái trường hợp này cho nên đó, chúng ta mà tụng kinh Địa Tạng thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì cho. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì cho thì tà ma thì cũng sẽ gì? Phải hiện nguyên hình mà nó bỏ chạy thôi. Đó. Còn trường hợp mà gì? Nhân duyên thực sự là gì? Thì chúng ta đem công đức hồi hướng, họ được thoát hóa đầu thai về cõi lành thì chúng ta gì? Cũng được tự do thôi. Đó. Giải phóng cho nhau. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
nào.